Sếp thấy áo em đẹp không? 20 hò mà. Mày mua không? Tao bán cho một cái như này nhưng mà nó phanh ra này. Bao tiền sếp? 50.000. Nó như này nhưng mà nó phanh ngược ra đây, vào đây tao cho mày xem này. Đâu đâu em xem này. Mày hôm nay em mở 20 hòm ra được cái áo bẩn như này trông còn chán đời không? Áo đỏ hay áo xanh đây? Áo đỏ sếp. Cả chúng nó bảo em 10.000 cái áo này. 306 hay 337 nhỉ? Ở đéo phải, thế là 337. Ngoài, áo hoodie này cũng đẹp này. Ủa, con này con mano canh sếp. Ừ. Em cũng tưởng người đấm mãi không đấm được nó. Ơ. Ừ. Chết mẹ, cái áo đấy của tao đâu rồi? Ô cụ tay rồi. Thôi em chạy đi kiếm ăn đã nhá. Ừ. Ê đây 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 đây. Ê. Ai vào đây, vào đây, tao tao tìm được rồi, tao tìm được rồi. Đây 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 đây. Ui ôi, xấu hơn cả cái áo của em. Nó là cái áo của mày nhưng mà nó phanh ngược ra, hiểu không? Xấu thật đấy. Mà em đi đổi được có mỗi ba màu. Đúng rồi. Đúng rồi, nó cũng là ba màu đấy. Ờ. Khóa vào cho nó bó cần đã. Ai đó giúp tôi với. Anh trai ở đây có ai nhu cầu mua xe ô tô không nhỉ? Không có đâu anh ơi. Ok kìa, chưa biết xe gì đã kêu không. Xe gì anh trai? Đây, xe gì anh? Xe này này này, cực rẻ, cực rẻ, cực rẻ. Đâu đâu, đi xem xe của anh. Cốp 70, cốp 70 để anh em đi làm luôn này. Anh em đi. Nhưng mà xe đẹp không anh? Xe đẹp không? Đẹp. Đây, xe màu đen ngay trước mặt anh trai này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Để đây là đẹp á. Ui dạ. Chiếc này 30 không anh trai? 30, 30 thì đéo nào. 20.000 á. Anh ơi, cái con đen này á, con đen này á. Ừ. 30 đi, 30 đi. Không bán nghiêm túc đấy, ông à, mua nổ giá luôn này. Anh nổ đi, anh nổ đi. 70. Sếp ơi, sếp. Cái gì? Sếp bàn nhanh chuyện với bạn này xong ra đây em nói chuyện với sếp được. Ừ. 60 quá. 60 quá, 60 cũng được. Em mua cái voucher 60 rồi em mở ra con này giá trong shop là 120, bán được 70 em mới bán. Trả góp mà. Không, góp tiếc. Còn 602 á anh. Ờ, còn 602 anh ạ. Rồi, cốp 70 luôn anh trai nhá. Được rồi, cho tôi xem thử nào. Đây, đây, đợi thì mẹ, mở như nào nhá. Tạp, tạp, xếp ơi. Đấy, rồi đấy. Thấy không? Hợp lý không? Đúng đấy, 70 đấy. 70 mà. Tao 10 bạn đi gọi gọi anh em coi là có thằng nào có mua luôn. Không? Xe thì xấu thế nhỉ? Ông ơi, người ta bán xe. Hôm nay xe đi làm, 80 đi anh trai. 60 thì 60 không được, 70 em bán. Anh bây giờ tìm một con xe như thế này trong thành phố là khó người bán lắm ấy. Được, thấy con cảnh sát bán này. Anh cảnh sát nào bán? Bạn ta lô đây. Trên đồ này. Ông bán xe nào, bán xe này à? 70.000 luôn. Màu trắng. 70 màu trắng. Đây. Nhưng mà con xe này nó có cửa sổ trời kìa. Ừ. Cửa sổ này là nắng vào là cháy đầu luôn đấy. Đúng rồi. Ông Hoàng nãy bảo mua 60 ấy nhỉ? Em hả? Mua nghiêm túc không đây? Nghiêm túc đấy. Nghiêm túc à? Thế 68.000 đi, anh em làm việc con nhanh. 68 được. 60 cho anh trai à? Bây giờ 65.000 anh chịu tiền phí sang tên, đấy. Giá cuối đấy. Anh chịu cái tên. Ui ôi, anh chịu, sao em chịu? Chết, con nhà ra rồi. Sợ đâu, rớt xuống đấy. Quay. Bao nhiêu tiền đấy anh ơi? Sao em bán có 65.000, người mua chịu phí sang tên, ông còn mặc cả. Em mua luôn. Anh mua luôn à? Đi lên xe đi luôn. 50.000. Thế thôi, lượn lại. Quay, em còn 50 không quay? 50 á.
Thôi. À, để em xíu nha. Nhanh nhanh nhá, không người khác mua đấy. Mẹ ra đây trông có vẻ là đéo mua rồi đấy. Sếp ơi, xong chưa sếp? Xong rồi, xong. Ờ, mình qua bên kia mình nói chuyện riêng xíu. Ừ. Cái gì? Cho em hỏi sếp thì một ngày là sếp thì mãi mãi là sếp không sếp? Ừ, làm sao? Một ngày là anh em thì mãi mãi là anh em. Ừ, cũng đúng, làm sao? Ngày hôm qua trong lúc tụi em tổ chức event như hôm trước em có rủ sếp đi ấy. Ờ. Thì trong lúc tụi em event bận rộn thì có một bên nó đi một con xe tới. Tụi nó mang vũ khí, 4 cây vũ khí ra, tụi nó trấn áp một đứa cháu bên nhà em. Ừ. Và tụi nó chở con bé đi lên trên kia và tụi nó cưỡng cưỡng áp và áp chế bắt cháu em cởi hết quần áo và tụi nó cướp. Cướp quần áo thì... luôn á? Vâng. Ngày hôm nay là lúc nãy em vừa chạy xe đến khu vực này thì nó đi hai con xe đến đây nó trấn áp em, nhưng mà em nhận ra tụi nó cho nên em nhanh chóng đi vào khu vực trà đá cho nên tụi nó bỏ đi. Và sau đó tụi nó cứ lảng vảng ở khu vực này để tụi nó trêu em. Thì hiện tại tất cả các anh em của em sẽ thấy là mọi người đang đi săn nó, nhưng mà vừa rồi có một tình huống như này là xe tụi nó đã bị tụi em ép nát vương rồi, nhưng mà một cách thần kỳ nào đó tụi nó vẫn chạy tiếp. Ồ. Vâng, và tình hình như vậy, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi sếp là sếp đang có hàng không? Thì bây giờ nếu mà em mua của Sichum thì bây giờ chế tạo cũng không kịp. Và bây giờ em hỏi sếp là ngày hôm nay sếp có thể đổ máu cùng em không? Hàng thì đéo có, nhưng mà người thì có đấy. Thì hiện tại người bên em là bao gồm cả gia đình bên em và bao gồm cả những anh em bên Hắc Bang ngày xưa rồi. Rồi, để tao đi gọi thêm 30 người nữa, tí tao quay lại. Và kể cả những sĩ quan thân cận, sĩ quan thân với em thì em cũng đã nhờ các sĩ quan hỗ trợ đi săn tụi nó rồi. Thì hiện tại đặc điểm nhận dạng là một con xe màu đen hơi đỏ đỏ và một con xe đặc biệt. Một con xe là cả hai con đều là Lambariti, một con nâu và tiết da báo. Sếp ơi, đi ơi. Sếp mất giọng, em mất giọng sếp. Không, tao không mất giọng, tao đang nghĩ. Nhưng mà chúng mày phải đủ mặt nạ nhá. Đã đánh nhau là phải đeo hết mặt nạ vào. Tại vì hồi nãy tụi nó cũng không may đeo mặt nạ mà tụi nó đã áp chế em rồi sếp. Ê. Tụi nó đi hai con xe Lambariti, tụi nó ép xe em vào góc này cơ mà. Báo cảnh sát luôn. Đeo đeo mặt nạ. Em đã báo cho Hiếu Senpai với lại Lucifer rồi. Ừ. Tụi nó áp chế xe mà xong tụi nó còn chạy thẳng qua cửa hàng tụi, sau đó là tụi nó chạy thẳng qua cửa hàng của nhà em, tụi nó bước xuống xe, một thằng Sunio bước xuống xe đấm vào mặt thằng cháu em ạ. Ô thế hôm qua nó áp chế con bé kia nó có đeo mặt nạ không? Theo em nhớ là không, tại vì con cháu em nhận dạng được. Ô, báo cảnh sát luôn. Để em gọi cháu em qua. Ừ. Đeo mặt nạ lại còn cướp hết quần áo của con bé mẹ. Vớ vẩn. Hôm qua bọn nó áp chế con là bọn nó có đeo mặt nạ không? À. Còn lúc mà vũ khí của tụi nó dùng là vũ khí gì đấy? Ôi, sẽ tìm con xe cốm đất rồi, ok. Từ từ đợi anh chị. Khi mà tụi nó đi 4 người để áp chế con bé lên xe là tụi nó chưa đeo mặt nạ. Và sau khi tụi nó đeo mặt nạ vào thì tụi nó lại cầm vũ khí cảnh sát ra sếp ơi. Ồ. Và hồi nãy có một tình huống là xe tụi nó đã bị bên Hắc Bang, bên của Lý là ép cho nát hết rồi mà xe tụi nó vẫn có thể đi tiếp. Cái tình huống mà ép nát xe hồi nãy á là tôi ép nhưng mà nó bị bay xuống hầm cống ấy. Nhưng mà trong tích tắc là đi đâu mất tiêu à, tụi tôi giết không kịp. Bị lát cho bị lát. Thề luôn, con xe đấy nó nát vãi ra rồi đấy. Nát nhưng mà nó chưa đến mức là nó bị hỏng và nó dừng lại thì nó vẫn đi được là đúng rồi. Đấy, bây giờ sếp thấy tất cả các anh em, tất cả các xe đậu đây là tất cả những anh em tụi em đang gọi đi săn của nó đó. Rồi, để tao gọi thêm người, tí thấy nó ở đâu gọi tao nhá. Đồ thì đéo có đâu nhưng mà người thì đông, cứ đánh chết chúng nó lại có thêm đồ. Cái con Suneo. Suneo đấy thì nó vào. Rồi. Lý ơi, mẹ giọng luôn. Thề luôn, ông Lý. Một đứa tên Lý là hai, Lý. Có hai đứa em biết tên, một là Suneo, một là Naruto Uchiha. Lý cũng cay nó vì cái bút nó chơi nhiều quán bar. Còn một nữa là Sasuke. Sasuke luôn hả? Lý Sasuke. Biệt đội mồ côi à? Nhưng mà cô đây ơi,
ông nên cẩn thận nhé. Nó bọn nói bọn chúng đang bây giờ cô đi cho tôi biết là nó phục kích tôi mà. Bây giờ nó đang phục kích ông đấy, nên là ông phải cẩn thận. Mà mấy ngày hôm nay nó cũng qua vườn qua Gala để tìm tôi đấy. Thì hồi nãy nó vừa đứng đây chưa tôi xong là nó lái xe thẳng qua công ty tôi, nó đấm cháu tôi mà. Sau đó nó lên xe. Lúc tối là tôi với thằng này thấy nó bảo là bắt cóc Ngọc này. Thì luôn. Nhưng mà cái tình huống đây không bắt cướp thì hơi nguy hiểm nhỉ. Bọn tôi là cũng không có gì nên là không dám lại được. Lại về quê. Nhưng mà sao được cướp quần áo nhỉ? Thì bây giờ nó cầm vũ khí và nó áp chế bắt nạn nhân cởi đồ sếp. Gặp em cũng cởi hết sếp à. Gặp tao không cởi. Đơn giản đối với tao một cái mảnh đạn đồ trên người tao, tao bán ra tao đủ thuê người giết tụi nó rồi, tao không cởi. Khoan. Sao anh? Gọi anh chứ đang gọi cho tao mà tao còn. Nó vừa đi qua thì cô đi. Bây giờ nhưng nó cứ vườn bắt tôi với thằng cu đi mà. Thằng cu đi là hôm nay nó đang vườn nó bắt ở đây luôn rồi. Con xe nó đổ, con xe nó đổ hết nước rồi ấy. Tôi vừa tông xì nó kìa. Nó lúc nãy bắt đây, tôi tông rớt hầm cầu đây này. Lúc nãy nó rớt hầm cầu mà nó còn vẫn đi được thì là ấy. Mày ảo thật đấy. Ôi, tí thấy nó đâu gọi tao nhá. Tao về gọi người. À nhố, nói đi đừng ngại. Em đang ở bệnh viện. Mày ở gì nhở? Thì con mét 7 mà Mui Trần. Nguyên bản của nó là con trơn chứ không một đô. Đúng rồi. Đâu em đang bên đường này. Ra hai lần rồi. Thế à? Bây giờ còn không? Rồi em người vạch qua thì rất đi xem mất rồi. À, thấy gọi điện tao vậy nhá. Tin tưởng thì đắp tiền em muốn canh em mua cho. À thôi chả cần đâu. Mẹ mày đúng là thấy mày cứ gọi tao không vội mua đâu mà. Có mày bán xe đúng không? À đây đang bán xe này anh trai. Làm xe nào anh? Đây có người 7 triệu bà giả 65.000 rồi em chưa bán này. Con xe này á? Ừ có 70 anh trai. Em cứ tưởng con xe ở trên chứ. À không. Con này cho em chờ thử được anh trai? À được anh. Tới đi anh. Chạy thử. Ui con này mẹ anh trai đi cẩn thận đấy nhá. Lên. Ơ lại lốp rồi nhá. Hai lốp. Xe có mua dây không xếp? 60 đúng không anh trai? 60 không anh ơi. Rồi. 62 đi. 70.000. 65.000 anh chịu tiền sang tên thì em bán, không thì em về cất này, em đi đánh nhau này. 50.000. Em nói thật chứ anh không tìm được con nào giá rẻ như con này ở trong thành phố nữa đâu. Thật sự với anh luôn đấy. Thôi sếp ơi cất đi đánh nhau đi. Trời ơi, không ai mua đâu. Anh ơi. Ôi. Ra em nhờ tiền. Ừ lại nhờ. Xe nhờ này đi. Chỉ 50.000 thôi. Anh trai nói đúng đấy nha. Sao anh trai? Em mới ở quê lên có qua quê á. Điều anh. À lại qua quê à? Vâng. Sắp tới mà có tuyển thì anh cân nhắc em đấy nha. À ừ được, ừ, cái đấy thì dễ gì đâu. Em mang tên gì nhỉ? Em Kiwi anh ạ. Kiwi à? Lên xe, tôi đưa chìa khóa đây, đưa chìa khóa đây. Đi, là tên. Công chuyện, đấy công chuyện, đi. Đâu rồi? Anh mời. Ơi, mày lên xe đây. Vừa đi vừa nói. Đi, xe cho mò luôn, xe cho mò. Cái gì? Mở quá. Đây, em bảo, nhanh, 1 phút thôi. Mở quá, nhanh lên. Tao đang vội lắm rồi. Ai ơi. Em biết rồi, sếp đi đánh nhau gì chứ mà đợi đấy. Đợi cái gì thằng Lai này. Rớt cánh cửa sếp ơi. Anh mong tình hình là quà của anh em lại lỡ mở mất rồi. Ồ kìa. Nhưng anh ạ. Nhưng nó lại ra được cái đồ đỏ. Ờ, đồ gì đấy? Cái quần anh ạ. Mày có ui, mày có bán quần háo hức luôn không? Không, em đưa cho anh luôn chứ em cần gì đâu. À thế à, ừ đợi anh tí nhá. Là quà của anh mà. Thì mẹ bọn nó đi đâu mẹ hết rồi. Rồi đi, tao gọi điện thoại cái đã. Đấy, cái tiếng còi xe của nó kìa sếp. Đéo phải. Đó, đang đâu đấy. Ok, sao rượt theo mà mày đến chung cư. Ờ. Nghe bên. Cái tiếng còi của nó là tiếng còi đổ đấy. Tôi chạy kia lên chung cư. Tao về thay xe cả đã. Mẹ xe này thì đuổi cái đéo gì. Đúng rồi trời. Ok luôn nha sếp. Đây đang để đó
Là đi tiếp phát tiếp theo anh. Ừ, con này đi 200 nhưng mà con này ta đi không quen, con kia ta đi mới quen. Nghe lý rồi. Xíu giờ mua luôn sếp ơi. Đại lộ mà đi làm có đi là hơi bị ngon rồi. Chốt luôn ta làm không nghe nói gì hơn lý rồi. Alo. Như nào? Ê... Alo. Mất dấu rồi, mất dấu rồi. Mày lại mất cụ mày mic rồi. Tụi em đã gáp chế đó ở ngã tư 206 sếp ơi, 206 211. Ok. Rồi ok sếp ơi, kéo hết tất cả mọi người qua đây. Mày chấm cho tao 206 211 xem nào. 206 ở đâu ấy? Chấm vào đấy sếp. Nghe nó quay alo. Nghe anh ơi. Nghe pin ơi. Nghe pin ơi. Alo. Alo pin. Không nghe gì hết pin ơi. Đúng rồi, cái xe đấy đúng rồi. Xe màu gì, xe màu gì, xe màu gì? Cái xe màu đen, màu đen. Lamborghini màu đen đấy à? Đúng rồi. Xe máy là người nó mà. Sao á? Vụ gì vậy anh? Chặn lại. Ui, một đống đấy mà không chặn được nó à. Rồi theo sếp ơi, xe này chạy 200 mà sếp. Bịt mạ, xe này cua đéo bằng nó. Bịt mạ, đéo kịp về đuổi xe. Để một đội thắng thôi, muốn kiểu ấy đuổi được à. Ôi, ui. Đi coi mẹ. Đây. Đang rớt đây. Chẳng nào rớt ra tắt đấy. Dây vào, tắt dây vào không rớt mẹ mới ra đấy. Thằng chung như mình gớt. Ơ kìa. Rồi xe nó hư. Rồi xe mình còn sắp hư rồi đó. Không hư được, mẹ. Đấy, mày thấy giá trị của con xe này chưa? Chưa thấy chứ mày. Mà cảnh sát nó bắt ai đấy, bắt mình hay bắt bọn kia đấy? Đéo biết. Cứ đuổi nó ra. Mẹ, nó có nhiều dao lắm sếp ạ. Mình đuổi nó, mình thủ tiêu nó, mình vác nó đi xong rồi mình cướp của nó sếp ơi. Đúng ý tao rồi đấy. Con đấy của nó hỏng rồi. Hỏng rồi. Nó chạy về đồn nó tự thú luôn rồi. Không dừng. Hay là mình về mình đổi xe đi sếp. Mẹ kịp đấy. Tao về đổi xe cả đã. Mẹ xe tao đi đéo quen đi nào. Đúng. Chí này hư vậy rồi chứ có bớt không sếp? Bà chứ. Thế là có bớt không? Nãy giờ hư quá nè. Đúng rồi. Mẹ tao đi sửa nó lại như mới gì đâu. Ok, sếp chứ lấy luôn nha. Ê, cứ ngồi nhá, xong việc anh em đi bán xe cho ạ. À nhưng quên mất nãy rơi thằng nào nhỉ? Rơi cái thằng quần cho sếp á. Ui rồi ôi, chết con mẹ rồi. Đi mẹ tao chưa kịp lấy cái quần của nó. Xuống. Anh đây. Alo sếp ơi, còn theo dấu được nó không sếp? Vẫn đang theo đây. Hiện tại đang đâu sếp? Hiện tại đang ở chỗ gần công viên chính ấy. Dạ rồi, hình như là bên sĩ quan bên đồn có người của nó sếp ơi. Tại vì ngày hôm qua tụi nó cầm dùi cui tụi nó chấn áp. Và hiện tại lúc nãy, tình huống lúc nãy là bên sĩ quan em nhận thấy là bên sĩ quan không có xuống bắn bánh xe tụi nó ấy sếp. Rồi, ok sếp, rồi. Cẩn thận nha. Ok, rồi, ta biết rồi. Tắt dây vào. Chào gọi, sếp ơi. Điện gọi hỏi thử bọn nó đang ở đâu đã. Thằng nào đang đuổi được nó không nhỉ? Khó đấy. Mày gọi điện bảo nó chia người ra cây xăng đi. Kiểu đéo tí nó chẳng phải đổ xăng. Một thằng thì ở chỗ sửa xe ấy.
đừng cho nó về sửa. Ôi! Alo sếp ơi, sếp có còn theo dấu được không sếp? Không, mất mẹ rồi. Má, xe tụi nó trâu dữ vậy ta. Nó là Bagatti mà. Hồi nãy xe em tông trực diện nó luôn á, em thấy nó chết rồi ấy, chứ mà vẫn đi được. Ừ, tao đâm nó mẹ mà chết cả dụng cả một thằng trên xe tao xuống mà, đéo hiểu sao mẹ, nó vẫn đi được ạ. À. Ờ, thì bây giờ chẳng hạn như sếp đâm đụng như thế nào á, tí hồi về hóa đơn như thế nào em thanh toán ngược lại cho sếp nhé. À không, đéo cần. Sếp cứ chơi. Nhá. Ừ, rồi, ok sếp ơi. Tao đi tìm đã. Tụi em xe gần nổ, tụi em có phải về sửa, bây giờ tụi em đi tiếp. Ờ, xong bảo bọn nó chia bớt người ra cây xăng với cả chỗ sửa xe ấy, đừng cho nó sửa với cả bơm xăng, rồi tí tìm được ngay mà. Ok sếp ơi, để em gọi luôn. Ui. Ui trời ơi. Đi qua viện thăm thằng kia trước đi. Ui. Mẹ thằng nào để xe đạp đây nhỉ? Biển số xe của sếp 1234 thì đẹp nhỉ? Ừ. Mà thôi được từ Q2 cũng đẹp rồi. Đâu, không, ông kia đòi xem chứ đâu ai thu đâu. Anh đậu đây là anh mắc một ngàn rưỡi đấy. Quá, đậu đây cũng mất tiền à? Cái đường người dân đi qua này. Mất tiền mà. Đậu đây là mất một ngàn rưỡi đấy. Qua bên kia đường luôn sếp ơi. Cái gì? Sếp đang tìm thằng xe màu xanh à? Không, xe màu đen mà chấm chấm giống con báo cơ. Em tưởng xe màu xanh nó vừa phóng nhanh lên đây á. Lên chỗ xăng ở trên chỗ làm cá này. Trời ơi, ép được nó rồi, cảnh sát ấy. Đâm ra. Mày theo cứ theo dõi ông đấy hộ anh xem nào. Long. Vâng. Đây để em đi theo. Đi. Vừa mới đi hỏi là nguyên thành phố chưa ai có. Nhiều người rồi. Đây bảo. Cái gì? Đấy, có quay bao giờ sếp tuyển người thì sếp nhớ gọi em với nhá. Mày tên gì ấy nhở? Không nghe sếp nói gì luôn rồi. Mày tên gì ấy nhở? Đây. Đấy, số em đấy sếp ạ. Đấy. Đó, cảm ơn sếp nhá. À rồi, hồ sơ mày là trên đầu luôn nhá. Ok sếp nhá. Ừ, ok nhá. Rồi, đối tác với sếp nhá. Vin ở đây. Anh ơi. Anh. Em nghe anh. Anh cho em hỏi có anh trai nào vừa bị tai nạn giao thông nhập viện không nhỉ? Em nãy giờ thấy bệnh nhân cũng có vô nhiều đó, em cũng chưa rõ. Cho em vào phòng bệnh ấy, tìm người nhà cái. Phòng đó không được vô anh ơi, có gì. Anh ơi. Thế anh ra ngoài xem. Có gì anh ngồi đợi ngoài đây tí nhá. À vâng, rồi ok anh. Dạ. Thì anh đợi ngoài sảnh nha, tại hiện tại là không có cho người vô thăm nó này. Ủa, sao lại không cho người vào thăm đấy anh trai? Tại vì gần đây là nó có xảy ra mấy vụ cướp ấy. À. Người ta lợi dụng đi thăm người thân mà người ta cướp trọng. À, vâng. Ơi, cái gì? Khi nào bên tiếng nhân viên nhỉ? Mình nói chuyện sắp rồi, lúc ấy thì thông báo xong cho. Ok. Ừ, tôi biết mà. Mọi người xin số liên hệ này. Ừ.
tỉnh thì ngồi đấy nói chuyện tiếp. À kìa, ngồi lại đấy. Khổ. Đây gặp khó mà không chịu báo. Có đấy được, không có đấy được. Kẹt rồi, nó kẹt rồi. Bạn thấy làm được gì đấy? Đúng đứng này được chưa? Mấy anh chị nói nhỏ nhỏ đây nha. Bệnh viện ngay. Cái này được chưa? Ừ, cũng được rồi, để đẩy vô cho. Đây xe, đây xe. Ok. Rồi ôi, mẹ mày hẳn là cao su luôn ạ. Phát cuộc sống. Hợp lý này, hợp lý này. Nói tiếp, cái chuyện tiếp đi. Rồi. Hồi sáng khoe rồi. Ờ, mấy anh chị ở đây có việc gì nhỉ? Ờ vâng, nó lại là nhôm ạ. Chưa, nó đã hỏi đi. Hiện máu lên anh xuống đi kia xếp hàng đi. Xuống đi kia xe đấy, anh biết được nhá. Sao đấy tự hiện máu, anh mở toát đi, cầm thông báo. Ôi. Ôi. Sao đấy vậy? Ở đây. À ừ, đây có người ngồi rồi. Đây, ở đây. Ý thức của đèn. Đúng rồi. Có anh nào mở hộp thơ em nhà ơi, mà hôm nay được mở của anh rồi. Đặt cả thì báo. Đây 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 bọn. Mẹ nó ép rồi thì mấy ông cảnh sát ông tung ra, cay thế nhở. Long ơi, chú ba nghe Long ơi. Ngọc lại bị bắt nữa rồi hả? Ờ, anh trai áo đen rồi. Ngọc đứng ở đâu bị bắt đấy? Ờ, sao nó bắt được? Quần anh bán rồi. Bây giờ ngày hôm trước thằng Bin bị tụi nó bắt đem lên khu 596 chỗ mà chú ba hay đua xe với sếp á. Bây giờ tụi mày đánh xe lên đó với lại chia người ra một đứng ở gara sửa xe với lại mấy cây xăng đi để cam không cho tụi nó đổ xăng nữa. Nó thường hay bắt lên 596 lắm. Anh biết cao, lên 96 bên đây. Tên này. Áo gì cơ? Áo dạng như nó áo khoác mà nó có logo PC á. Nó mắc không? Khoác nhưng mà áo khoác như nào ấy bạn? Áo khoác như nào nhỉ? Như hoodie thì phải. À, áo kiểu hoodie đúng không? Ừ. Mày áo xấu bỏ mẹ đi anh trai mua làm gì? Ông em vừa mới bán cho ông ghi 90k đó anh. Ui thế cơ à? Ừ. Bú đấy lời đấy. Chú của con rồi. À, hôm qua em mua 3 hộp, em hộp đầu được ba lô, hộp 2 được cái áo, hộp 3 là được cái đôi giày. Đâu vậy nào đâu? À, bán hết rồi. Đầu đỏ không ạ? À? Kinh doanh có lời thế nhỉ? Ui, xe đẹp thế. Em thích cái bộ của anh này dài quá nhỉ. Sắp cút rồi. Cút rồi. Cút rồi. Úi dồi ôi, xe tao. Rồi. Đéo được. Thôi rồi Lượm ơi. Fuck. Mẹ sao dạo lại cứ lôi cái xe ra là kiểu béo gì động đất nhỉ? Rồi, đi luôn. Mẹ sao mấy ông này vẫn còn xe mà xe mình lại mất nhỉ? Ok á, lại ra xin à. Thôi, có điểm mới hôm mọi người ơi. Trời ơi, trên tay. Còn đúng 140 đô rồi, mắc rồi. Thôi, tao 140 đô để đến mua bánh và uống. Tao có xe ở đây không? Cho đi nhờ ra kho phương tiện với. Chạy bộ xếp ơi. Có xếp ơi. Chạy bộ cho khỏe xếp ơi. Xếp ơi, đây, xe trắng này. Đâu? Cho xếp ra kho phương tiện đấy. Đây. Mẹ sao xe mình mất thì xe khác vẫn còn nhỉ? Ra đi thằng ấy, bên tao đang đi mà cái... Mẹ cái thằng heo này. Ra lấy xe luôn, vừa xe đeo mất mà. Một dọc chỗ này vẫn còn
Anh dài ạ. Ờ. Mỗi xe mình mất là thế đó nhỉ? Tao đang ngồi trên xe còn mất mà. Em mất mà. Đi thẳng của bố. Bố không biết đường à bố? Sếp nay vào chuyến taxi à? À không. Chưa bán được anh em vừa mới cho một mất. Con ra kho phương tiện với em bảy xe rồi. Đấy, em mất được xe rồi, mất xe rồi. Quá đéo đẩy được luôn ta. Đẩy đẩy ra sếp ơi. Đéo đẩy được, thằng nào đẩy được? Mày đẩy hộ tao xem đẩy được không? Ở đây. Mày áo đẩy tiến lên đi, áo đẩy lùi lại. Thảy ngáo thật sự ấy. Ở đây được rồi, được. Thôi. Ôi nhưng mà nó chỉ đẩy lên được đến đây thôi. Chúc mừng bạn Thái Nguyễn chú giveaway cuối tuần của chúng ta nhá. Chúc mừng bạn. Bạn vào trong phần tin nhắn Onimo, bạn kiểm tra mình cái email bí mật của mình, bạn gửi mình tên, số điện thoại với cả địa chỉ nhá. Cảm ơn bạn. Em đẩy lên kìa sếp. Anh đây. Sếp ơi, sếp đang đâu á sếp? Tao đang ở kho phương tiện, xe tao lại bị mất. Trời ơi, tụi em bây giờ đang 12 mà ăn chạy bộ trên đường sếp ơi. Chúng mày lên 596 đúng không? Đúng rồi, tụi em lên 596. Thế là theo lý thuyết ấy là xe mình mất thì xe nào cũng mất đấy. Đúng rồi, nhưng mà lần cuối cùng bây giờ cái đang không biết tụi nó ở đâu này. Bọn nó là mấy xe đấy? Lúc ấy thấy tao thấy mỗi một cái xe đen thôi đúng không? Lúc đầu là hai xe áp sát em, nhưng mà sau cùng báo, thì em thấy một chỉ cái có xe một nữa xe ra chưa, thôi. Ờ, rồi, ok nhá. Tại vì thế cái xe áp sát mày nữa là màu gì? Mày mất mẹ mày giọng ở đây cô đi. Chiếc màu nâu mà đít báo, còn chiếc còn lại của nó là chiếc màu đen ánh đỏ. Màu nâu đít báo với cả một cái màu đen ánh đỏ à? Nhớ biển số không? Dạ. Em không nhớ nổi biển số tại vì chạy nhanh quá. Nhưng mà hiện tại là hồi nãy lúc tụi em lên 596 là do nó bắt cóc cháu em. Thì hiện tại em gọi cháu em không được, cho nên em nghĩ là tụi nó đang áp chế của cháu em rồi. Ờ, ok ok nhá. Dạ. Tụi em đi tìm tiếp. Ờ, có gì gọi tao. Đuổi, bây giờ vừa lấy bọn anh đuổi, bọn anh ép hơn, như cảnh sát tông của mẹ bọn anh ra, hiểu không? Vãi, em đuổi nó lên cao tốc rồi, xong rồi tự nhiên có người gọi em. Bọn anh ép vào rồi, thế cảnh sát tông xe bọn anh bay hết ra để nó đi mà. Nhau ơi, đẩy con xe lên, cho lấy xe cái. Không đến lượt đâu, xếp hàng đi, còn ông này đến trước kìa. Vào cái thằng ừ kìa. Tại vì lấy bọn anh ép nó vào rồi ấy, thế là cảnh sát tung mẹ xe của anh ra, nó không chạy được rồi. Cứ độn 206 ấy, thế là cảnh sát đến tung mẹ xe của anh ra. Mình em đuổi em ép nó ở trên đường. Mẹ à, mày đúng lúc tao đi con xe bẩn nhất ạ. À. Bọn em ép nó. Bọn em ép nó rồi đấy, nhưng mà cảnh sát tông hết xe bọn em ra như kiểu. Sẽ về gara không sếp? Em đưa về này. Có, đưa tao về gara coi. Nào sếp ơi. Ai xài ơi. Mình tay vẫn khỏe lắm. Ngày xưa tao không đánh vỡ được cái kính ở đâu ấy, đánh nó nảy con ấy. Sếp báo em không ấy sếp. Mày thiếu kinh nghiệm xử lý.
là tao quả xe cam lúc nãy là tao đâm thẳng vào đầu nó là tao có thêm 5.000 rồi đấy. Là tai nạn giao thông ấy sếp, là sếp bay ra ngoài đấy. Sếp chết luôn đấy. Thành phố này dân người ta ý thức giao thông kém lắm đấy bạn. Kém mày phải đâm người ta mấy lần người ta mày ăn vạ đi là sau người ta chừa ngay. Kém chắc đéo đã bằng mình. Alo. Alo. Chán sống à. Đánh, đánh nhau chưa anh? Em rủ vào đội ông Đạt rồi. Có tìm được nó đéo đâu mà đánh. Đạt đây, Đạt đây. Nãy bạn bảo xe có ở chỗ nào? Như là nghe đâu thông tin của nó lên 596 đánh cho mấy thằng lên tôi thử. Nó mất xe chứ. Nó mất mẹ xe rồi. Thì nó chỉ có vòng vòng ở trên 596 thôi. Bây giờ chính ra nó mất xe là ai nhá. Cam đúng rồi, kho phương tiện đéo thể lấy được xe luôn. Ơ 596 sao rồi em? Không thấy người hả? Ừ, cho một xe ra ngoài kho phương tiện nữa coi. Mà giờ tụi nó chắc đéo dám sửa xe đâu. Cứ vòng vòng của đó. Có gì gọi cho anh? Ừ. Không kiểu gì nó cũng về đấy sửa đây bạn này. Bạn có nào mà nạo? Để mẹ nó có ngu đấy đâu quả quang. Giờ này nó sửa làm đéo vậy. Sao giờ này nó không sửa xe đâu à? Alo. Alo. Anh đang ở đâu đấy? Ờ kìa. Em bảo này. Đây em thấy mình kiểu có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Thì anh có thể làm người yêu em được không? Đi mẹ mày dở hơi. Qua đây. Dạ. Đi mẹ con nào nó gọi nhầm số điện thoại. Từ từ ạ. Alo. Alo. Anh đây. Đạt đây. Alo. Anh nghe Đạt ơi. Đạt ơi. À, anh bán xe ô tô phải không? Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. À, con đồ anh bán chưa? Anh chưa em ạ, à, có người giả 65.000 rồi nhưng mà anh đang muốn anh mức giá 70 em ạ. Sáu lắm bán cho em đi. Em bán là cho ông bán em cái. Nhưng mà 65 em chịu tiền sang tên nhá. À, giờ thì 64 em chịu tiền sang tên nhá. Ok được. Ok, xe em chưa mất rồi, anh qua bệnh viện đón em với. Rồi, đợi anh đi. Đợi anh đi. Hồ sơ luôn, ok. Ok. Anh bạn kiếm đâu tới quần đẹp thế anh? Bác à? Em đây. Mỗi ngày mày một áo đấy. Không nào, áo này đổi màu mà. Cái gì dày đâu? À, cái giày này anh thích không? To à? Chó, anh... Giày này nó hơi baby anh nhỉ? Con gái thì đẹp hơn đúng không? Anh vừa gọi em gì cơ? Con nào sao? Mất rồi à? Thế thôi. Vẫn có thích chấm đây. Anh đây. Alo sếp ơi, sếp lấy được xe chưa sếp? Đang sửa em ơi. Mày lại mất giọng rồi đấy. Tí nữa sếp sửa xe xong sếp ghé qua shop em luôn nha. Ok ok, đợi tao tí. Dạ, em cứu được con bé về rồi, con bé có một vài điều muốn nói. Tại vì bây giờ nó có liên quan tới những bên khác ấy. Ờ rồi, đợi tao tí. Đợi tao tí. Ok sếp ơi. Anh Giai xe hồng ra em bảo tí này. À anh Giai là sửa xe à? Mẹ à, thằng chủ xe là đâu ấy nhở? Anh Giai, nó trắng vậy anh Giai. À anh à, anh Giai em bảo.
Cho em hỏi xe này mình có bán không anh? Cũng bán nhưng mà mất giấy tờ rồi. Cái gì? Bị trộm ạ. Em bị trộm mất giấy tờ rồi ạ. Bị trộm mất giấy tờ à? Đúng rồi, bị cướp bắt. Ồ. Thế bây giờ nếu như mà em làm lại được giấy tờ của anh trai bán bao tiền? 430. Mẹ mua 460 ông bán 430 lại có mất giấy tờ. Anh trai ơi. Tiền bấm biển 25.000 anh trai. 25.000 nói làm gì? 25.000 em bẻm cắt. Cho cái giá hợp lý, em xem em cơ cấu nhờ với anh cảnh sát xem cấp lại giấy tờ cho anh này. Anh trai có số em chưa nhỉ? Rồi anh trai bị mất giọng mẹ rồi, anh trai bị cầm rồi. Em chưa ăn, em 4.2 nghỉ sao nè. 400 anh chịu tiền sang tên lấy luôn này. 4.2 đi ăn, trời ơi. 4.2 ăn, 410 đi, em ăn 410 giải cứu nha. Ờ thế thôi nha, chia tay đi. Xe mất giấy tờ rồi còn 420. Dạ. Dạ. Sao anh? Em suy nghĩ lại rồi. 400 được không anh? 400 được lại giấy tờ còn anh sang đổi chủ luôn. Anh đợi em gọi cuộc điện thoại nha. Rồi ok anh. Chứ em chuẩn bị mua siêu xe rồi, chắc cũng đi chiếc này nữa đâu. Vâng, em phải hỏi xem mà giá làm giấy tờ bao tiền đã. Vâng. Anh Phép à? Em có con xe bây giờ đang cần làm lại giấy tờ, nó bị mất giấy tờ anh ạ. Thì bây giờ làm lại chi phí khoảng nhà nhỉ anh nhỉ? Khoảng 10% giá xe. Ui mẹ đắt thế cơ à? Vâng ok anh nhá, ok vâng. Em cảm ơn nhá. Anh ơi, chắc em thôi, mẹ làm lại giấy tờ mất 50 cơ anh ạ. Chết đấy. Con đấy chắc là nếu như mà làm lại cả giấy tờ thì em mua được của anh 360 thì em mua được. Cũng để em chịu. Anh lại bị cứng họng rồi đấy, không nghe được cái gì cả. Anh trai ạ, anh mũ trắng giữa trời đông giá rét ạ. 390 anh, giấy cuối của em rồi á, em mua lỗ lắm rồi. Bây giờ nha, anh cần lấy số điện thoại của em này. Rồi ok. Đấy, khi nào anh đồng ý mức giá 360 em sẽ lo chuyện làm giấy tờ cho anh để sang tên đội chủ nhá. Thì anh alo cho em. Có gì về suy nghĩ lại rồi vâng, em lo anh. Anh cứ suy nghĩ đi nhá. Ok. Kìa, tôi có lừa đảo ai đâu, thuận mua vừa bán không? Địt mẹ nhà mày! Trời đã tuyết rồi, đi như thằng điên! Đi Đạt ơi. Đạt. Dạ dạ dạ. Lên vào. Xe đồ này tầm 62, 63 không anh mua đâu nhỉ? Không à, đục 65 anh bán đấy. Chẳng qua Đạt gọi điện cho anh trực tiếp thế rồi. Thì anh nói thật là đấy, 64 chịu tiền sang tên thì là anh bán cho em luôn. Còn không thì thôi. Em mua hồ bản em cho con em thì đi vài con xe đó. Ừ thì đấy anh cứ nói thế, chắc giá anh em mình đỡ phải kỳ kèo nhiều đúng không? Dạ yeah, ok. Em mang xuống xe đi để anh lấy xe coi. Yeah, biển cực đẹp luôn nhá.
Đây em. Đặt cơ không? Anh cho bạn bạn em mượn đi lại thử qua đồn luôn. À được, ok. Đây. Có ông này tưởng nãy đi thử rồi mà. Đây rồi. Lái rồi đúng không? Ưng luôn đúng không? Nhưng mà xe hư quá sếp. Lái đi rồi. Con này ra sửa chắc hết 500. Tiền sửa bên anh ấy, người bán chiếu ra lục vài nghìn nữa là được. Trừ thêm 2.000 tiền sửa còn 63.000, ok chưa? 62 chứ anh cho. À ừ, ok 62. Ê, anh em vui vẻ luôn đúng không? Ok anh trai. Em. Alo. Alo, mày kéo. Địt mẹ mày lại nữa nhá. À? Tao mà tìm ra mày nhá, mẹ tao băm mày ra 7 khúc. Hả? Anh qua nói chuyện với em được không? Đéo nói chuyện. Tao tìm được mày, tao băm mày ra đấy. Anh qua luôn với em nha. Cút. Lộn cụ đường rồi. Nhìn anh ra, nhìn đẳng cấp mà đi đôi giày hơi phèn. À, xin lỗi anh, đây là một trong bộ sưu tập 32 đôi giày của tôi mà mỗi ngày tôi đi một đôi. có lẽ anh chưa bao giờ được đi giày hàng hiệu. À, giày hàng hiệu à, giới thiệu anh đây là đôi Jordan 4, là một trong những hàng hiệu đấy. Anh đây là đi đôi Yeti đúng không? Yeti 350 đẳng cấp nhất cái thành phố. À này. Dạ vâng. Cảm ơn anh, nào đi, mình sang tên đồi trụ. Anh biết set đồ nửa triệu của em chưa? À ừ biết rồi, nghe rồi. Alo. Cái gì? Anh gì tóc ngắn râu dài ơi. Anh cảnh sát ơi. Anh ơi cho em làm thủ tục sang tên đổi chủ ấy ạ. Ờ anh nào là chủ xe hiện tại nhỉ? Dạ em ạ. Anh đưa tôi cái giấy đăng ký phương tiện ấy. Ok anh ạ. Đưa tôi xem căn cước luôn nhé. Đăng ký đây ạ. Có được bấm số lại của mình chẳng? Căn cước đây ạ. Ô. Anh Mau à? Anh Quân à? Ở đây. Hôm nay qua đây có việc gì đây? Đấy, ông em này hôm trước mua xe của anh Quân đấy. Hôm nay em sang tên đổi chủ cho ông ấy cái. Ồ, ông nào đấy? Đây. Ông em này, ông em tóc trắng này. Ồ, mua xe à? Vâng. Được nha. Anh công nhận tôi thì anh quan hệ rộng dữ ta. Ê, trời anh những gì chứ, đẩy hết sang đây em bán thế là xong. Chẳng qua là hai anh đứng trước. Em cứ bỏ tiền ra em lấy trước cho người ta thôi. Khách đặt hết rồi. Ồ anh đi đôi giày thấy hợp thế nha. Ôi trời anh lại quá khen. Giày mua 60.000 thì lại trả hợp. Anh lại nói thế. Mà đúng mà anh, tôi nói anh, cái đồng tiền mình không có giá trị. Nhưng mà cái đôi quan trọng là đôi giày mà mang lên cái người không khá nhanh thì lại khác anh ạ. À vâng. Nó không có thể đo bằng tiền được anh. Tôi xin lỗi anh Quân. Dạ. Xong rồi anh. Xe của anh bao nhiêu tiền anh nhỉ? À, làm ở ngoài shop bao tiền hay là tôi bán lại bao tiền anh? Ở ngoài shop rồi ạ. 114.000 anh ạ. Đồng chí Quân có quen biết gì đến anh này không nhỉ? Là... Có. Có đúng không? Thôi đồng chí gọi là... Anh Moi cho tôi hỏi là ai chịu phí thế nhỉ? À đây, anh đầu bạc này chịu. Tôi chứ. Anh đầu bạc à? Anh làm việc. Vâng. À, đây tôi đưa quá đơn nha. À, 30%. Tôi lấy anh 3.500 nha. Rồi đấy anh. Đấy. Hợp lý. Rồi. Cảm ơn anh nha. Nói chung là cảm ơn anh với Mau nha. Vâng. Rồi cảm ơn anh Quân nhá. Mau nay sức khỏe bình thường hết Mau. À tôi bình thường. Anh chịu khó mặc ấm vào tầm này. À tôi bảo anh tầm này tội phạm hoạt động đang hơi căng thẳng ấy. Mong là các anh bớt chút thời gian quan tâm đến dân thì. Có căng thẳng à, là tôi mới dưới quê là chưa có nắm được tình hình. À thế à, tình hình là cướp hoạt động kinh khủng lắm anh ạ. À.
cướp đồ của anh hay sao? À không, tôi thấy bảo có mấy cái vụ gì bắt cóc con tin rồi là cướp đồ thì nó kinh khủng lắm. Gì mà căng thế nhỉ? À vâng. Bình thường cái sở xét tôi quản lý nó đi ổn lắm mà sau này có những cái thành phần. Đấy, anh cứ họp lại đi nhá. Đấy, anh gửi. Xít bạo à? Vâng ạ. À ừ. Sáu mươi hai đúng không anh trai? Đúng rồi. Rồi, ok. Cho anh xin một cuốc chạy về công ty cái được không? Dạ được chứ. Ok, anh cảm ơn nhé. Lên quay ạ. Lên quay. Bác sĩ ơi. Có cái gì anh ơi? Tôi có thằng em nó bị đau bụng tiêu chảy đang nằm ở trong này, tôi vào thăm được không nhỉ? Anh ơi, hiện tại bây giờ một số dân đi trước một phút là anh cướp trong cái rồi đi trôn đấy. Nhưng mà tôi đang về phòng là không được vào thăm anh ạ. À dạ vâng. Anh ngồi cái ghế ở kia sảnh chờ. Dạ vâng. Manh động thế nhỉ? Thôi, trong lúc đợi ra làm 10 hòm đi. Biết đâu lại có đồ béo. Thay vì cất tiền vào ngân hàng. Hai đôi rồi thôi, không mua đôi nào mà chưa ai có thì mua hai đôi rồi. Mua quần nào? Mua quần đi. Mua quần đi. Thế còn cái thằng cu em lúc nãy đừng em. Không em đâu quay đâu, em đang làm phép. Chưa tiền đâu mà quay nữa anh. Sao đây anh? Hả? Sao đây anh ơi? Anh ơi. Anh sinh năm con kiến đúng không? Đâu có đâu. Anh nói bé lắm, chẳng nghe được cái gì cả. Nghe chưa? Bây giờ nó thành con chuột rồi đấy. To to được hơn tí. Nên là ăn xíu nha. Ok. Tít rồi. Ai gọi đây? Tôi đây. Sao đó? Một quần không? Tôi mới mổ được cái quần. Ông nào dịch cho tôi cái được. Trời ơi, 16 nhôm bây giờ không ai mua đâu. Ý là anh này bị cướp hết đồ, là không có tiền để mua được miếng nước thôi. Bị cướp á? Không biết thế là mất hết cá. Anh moi rồi. Ơi. Đây rồi em lại nhờ anh tí. Đợi tí đang căng thẳng lắm. Đợi 2 phút. Bây giờ mà anh giao bán 16 nhôm mà tầm 1 là có nhiều người mua ấy. 16 nhôm 1600 anh ơi. Xong luôn. Đấy, 1600 là nhiều người mua. Đâu. Em đây. Em mua xanh thôi. Đít mẹ cuộc đời. Là anh tóc xanh kìa. Mũ xanh đấy. Trời ơi, toàn ten à. Đây 45.000 người ta không đồng ý ha.
Trời ơi. Anh nào vừa gọi anh Moi ấy nhở? Lâu, trời, em nào đây? Túi gu xì ha. Trời ơi, sao đây trời? Em đây đi anh. Việc gì anh? Em đi xe, em bảo là có quan anh. À. Đi xe xong rồi chết trên đường cao tốc anh ạ. Anh trai bị rơi, à anh trai có quần đỏ đúng không? Em bị cướp hết đồ rồi anh ơi. Sao bị cướp? Em xong không biết sao, mất hết sạch đồ luôn, mất cả điện thoại luôn. Anh trai bấm tự về bệnh viện đây à? Vâng, em mới ở quê lên. Ok ạ. Lần sau phải để bác sĩ lên cứu chứ, anh trai thế mất mẹ đồ là đúng rồi. Em đợi mãi không thấy bác sĩ lên. Phải đợi từ từ chứ. Vội thế. Em vẫn giữ được 20 đồng trong khoản mà đã bảo lỡ tặng quà anh rồi, đây em gửi anh. Đồng à? Em kéo qua cho anh kiểu gì nhỉ? À ừ, bấm, đưa ừ đưa đi. Anh 707 đúng không? Anh nhận được chưa? À, đúng rồi. Ừ rồi, ok. Cảm ơn anh nhá. Anh ơi. Ơi. Em cũng đang cần tìm việc làm ấy thì đợt tới mà có tuyển thì anh nhớ. Đây, đưa anh cái liên hệ, anh xem tên của em à. Em Kiwi anh ạ. Kiwi à? Như lúc nãy mình cứ lưu rồi sao nhỉ? Đâu. Nãy em bảo anh cũng như mất cái quần đỏ, em tiếc quá anh ơi. Em là Diệp à? Vâng, em là Diệp. À rồi, ok nhá. Hồ sơ của em là trên đầu luôn nhá. Thì lúc nào tuyển là anh alo cái là qua làm luôn. Dạ vâng ạ. Ừ, anh okay. Nhớ em anh nhá. Ừ nhớ luôn. Dạ vâng, cảm ơn. Cái gì? Sếp, em đã quay trở lại. Mẹ à, mình ta vừa vào viện nhưng người ta đéo cho vào thăm. Rồi, rồi đi. Sếp biết đi giờ. Ok sếp ơi. Tóc đen cởi trần tên gì nhỉ? Ôi, đeo đảm bảo. Nói luôn đi bạn ơi. Tai cò à? Đúng rồi nhá. À, thế chú ơi, không biết là có việc gì cần nhờ anh mà tự nhiên lại đi dúi vào thì anh bối rối quá. Anh dẫn cái tại đây có tìm việc, cháu xin vô làm vậy nhái. À, tìm việc làm à? Tìm việc làm. Tài đúng không? Rồi anh ghi lại nhá, hồ sơ của Tài là trên đầu luôn đấy nhá, Tài nhá. Ngoài anh alo cái là Tài phải qua công ty ngay, Tài nhớ chưa? À. Ok anh mong anh sao ai cũng trên đầu thế. À, Tài này là xin vào bộ phận khác, còn em là bộ phận khác. Ừ. Rồi nhá, anh nhớ rồi đấy. Cảm ơn Tài nhá. Mời. Em xin xuống đi nghe anh. À ừ được. Đây. Đây. Đây Tài đứng ở đây tí. Ok nhá. Ơi, nghe bạn. Chứ tờ nhìn xuống tao nó màu trắng. Đi cô đi ơi. Dạ. Anh ơi. Bạn ngồi xe đây, xe xếp đây cho tôi. Tao bảo xe xếp này. Đây xe ngon không? Đây, cho xe. Thế tao đấy biết còn hay không, người ta để đây một lúc thì hình như mất mẹ rồi sao ấy. Thì đó. Đây đông người chắc không sao đâu. À đây. Yeah, mẹ con này độ đèn đỏ đẹp nhở. Sẽ biết lý do tại sao em biến mất tạm thời em sếp. Sao? Mấy đứa nhỏ trong nhà em á, nó đùa giỡn xong nó lỡ cái tay đụng vào cái gáy em ngất luôn. À thế à, thế sao tao qua gặp mày, bọn nó bảo là mày bị chết đói. Lúc tao qua là xe vừa đưa mày đi luôn á. Vậy là không có dấu hiệu hối cải sếp à. À. Nó láo được. Ừ, đấy. Đúng nguyên văn chúng nó đấy, bảo là cô đi bị chết đói. Thế tao bảo là thế thôi, để tao qua viện tao thăm. Trời ơi. Bây giờ tiền em thế này mà em có chết đói thế nào được sếp nhờ. Nhưng mà mấy đứa đấy như là em của anh Tít hay sao ấy nhờ. Em cũng không biết nữa, cái vụ này hơi lớn đấy, nãy giờ nó cứ săn em sếp. Anh cái gì, nghe bảo em nói là em anh chết đói mà, chứ đâu phải anh bị ám sát đâu đúng không? Chết đói, đúng rồi, đúng đứa này, khứa này nãy ngồi dí đít vào tuyết này, xong bảo là mày bị chết đói này. Alo, cô đi nghe. Đúng rồi bạn, có chuyện gì không? Anh Cudi ơi. Hiện tại thì không có nha, đúng không? Shop. Ok nha. Ít mẹ, ba cái ba lô đằng trước, phải cực cứt. Sống gió gia tộc rồi. Shop bên anh đang có làm việc không ấy? Đâu, con bé bị bắt cóc là con bé nào? Đây là cháu em, cháu út của em. Cháu đợi chú một tí. Ok ạ.
Fuck. Bạn cần gì đó bạn? Mình qua sửa đồ thì mình chờ lâu lắm rồi đó. À, bạn cần sửa đồ hả? Ơi bạn. Có cái quần nào cho bạn kia mặc hợp không? Cái quần nào cho bạn kia? Đâu bạn nào? Đây. Nhờ tê tê được không? Tội đồ không dám. Em giúp anh sửa đồ cho bạn trên quầy. Bạn nào? Mình gọi là chị Vịt không? Áo đỏ. Alo. Trời ơi. Là áo đỏ. Chưa, nay hình như là... Trời ơi, cô đi ơi, áo đỏ. Đọc số luôn, đọc mã luôn, đọc lệnh luôn sếp. 103, màu không. Ủa sao áo đỏ? Cánh tay 14. Tới luôn. Wow. 103 sếp. Ừ. Quá đúng má. Kéo vét này hôm trước có thằng nào tìm ấy nhở? Ủa, cái vét này em giết tôi cho bạn đúng không? Hình như vậy đó bạn. Ờ, tôi làm được tôi cho bạn. Đây. Cái mùi của nó luôn rồi, có một cái mùi của nó. Đợi mòn thường xem cô đi. Nhưng mà bộ này, nhưng mà... Ta-da! Bộ này mà. Tại sao lại... Ờ đúng rồi đấy, đúng bộ nó đấy. Cái mùi là mùi 53 đó sếp. Mẹ ạ. Nhưng mà bây giờ ai mà mặc cái bộ này vô thì chắc chắn đó là thằng thủ lĩnh của cái xe vừa rồi sếp ơi. Thế à, nó mặc áo như này à? Không, yếu nó là họa tiết y chang của xe. Ừ, cũng đúng đấy. Nhưng mà cái áo này bán được tiền không cô đi? Cái họa tiết này người ta chê lắm sếp. Sếp có biết là cái quần này người ta đem qua đây cho luôn, người ta không thèm lấy tiền sếp. Mẹ đúng cuộc đời. Em mới cho một cái này sếp. Mà cái quần này cũng không áo đổi màu là hiếp thì cái áo có đổi được màu không? Không đổi màu luôn. Đây để thử nha. Không có đi đâu, đổi sao? Để cho em cái này này, em mới đổi. Cái áo không test được luôn á sếp. Ê bậy nha bồ. Nói chuyện làn quà nha. Trời ơi. Mẹ à, mày người hobbit à? Này. Hợp với anh đó. Holy fuck. Này cô đi, cầm cái áo ấy. Dạ, em nghe. Áo đỏ đấy nhá, cố bán cho anh nhá. Okay. Áo đỏ như thế nào? Hôm qua em làm event là giveaway gần 50 item cho nam và 10 hòm cho nữ. Chạy. Chú phải biết là ngày hôm qua drop item khá nhiều rồi đấy. Anh nhớ em lại không? Không. Long Nitro nè. À Long à. Đây em đây. Trời ơi Long. Trời ơi, xài hết bình kia chưa? À, là Long ngày xưa làm bác sĩ đấy à? Không, xin ẩu. Long làm bên Auto Refund ngày xưa. À, Long à? Nhớ chưa? Long đây. Trời ơi, nhớ. Trời ơi, thế anh xài hết bình kia chưa? Chưa, anh chưa dùng luôn á. Trời ơi, bữa nào thì dùng thử đi. Ok. Nếu em đưa cho. Ừ. Trời ơi, có thằng em cũng không nhớ được buồn. Nhớ rồi nhá, Long nhá. Lúc nào dùng hết anh gọi nhá. Ok anh nhá. Đâu cô đi. Nó nhìn thấy phải anh nha. Gọi con bé vào anh nói chuyện đi mà. Cậu ơi. Đi ơi. Cháu này ạ. Câu chuyện như nào mà cháu kể lại chú nghe xem nào. Cháu vừa bắt đầu kể từ đâu? Từ ngày hôm qua nhỉ? Ừ, từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì shop có làm event ở đây. Xong rồi là cháu hát giữa chừng thì cháu bị khô cổ. Thế là cháu có đi ra cái vòng hoa đối diện đứng một tí. Thì có một nhóm đến bắt cóc cháu. À, người ta cầm vũ khí của bên đồn cảnh sát chú ạ. Thì là cái rùi cui. Ừ. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì là người ta đi hai xe, người ta có 5 người. Rồi là người ta bắt cháu lên trên... ban đầu là xuống một cái tạp hóa, xong rồi là gọi người nhà để lên chuộc, nhưng mà chắc là không điêu được giá, thế là người ta lại đưa cháu lên trên hầm mỏ, xong rồi là nói chuyện qua lại thì người ta xin nhẹ cái quần của cháu. Ủa, cái quần của cháu giá trị không? Cái quần của cháu không giá trị nhưng mà người ta kiểu như lấy về ngâm rượu chú ạ. Nó bảo lấy về ngâm rượu á? Đúng rồi. Mẹ à giờ. Giữa trời đông lạnh giá như thế này mà cháu chỉ có một cái áo phong phanh thôi, người ta lấy mất cái quần của cháu. Mẹ không biết rượu có ngon không nhỉ? Chú tò mò quá. Ừ rồi okay, xong nhầm nữa. Không, hôm nay gặp mời sếp. Rồi xong nhầm nữa. Xong rồi là người ta có thả cháu về. À. Tại vì người ta không đạt được mục đích là lấy tiền chuộc. À. Xong rồi ngày hôm nay người ta lại vẫn tiếp tục như thế mà người ta có plan chú ạ. Là một con xe làm chim mồi để dẫn dụ, một con xe để scam. À. Và người ta có hợp tác
gì gì đấy với một bên khác để phá nhà cháu, không cho nhà cháu đuổi theo. À. Thì nhà cháu đuổi theo con xe chim mồi, là chỉ còn một mình cháu đứng ở công viên trước cửa bệnh viện thôi, là bùm phát cháu đi luôn. Là cháu đi là cháu chết luôn. Vâng, xong rồi không biết cháu có nói được không nhỉ, tại vì đang như lúc đấy thì thành phố bị động đất chú ạ. À. Thế là kết thúc. À. Thế là nó nhắm vào cháu hay nhắm vào thằng cô đi nhỉ? Nó nhắm vào cháu chú ạ. Ban đầu là người ta nhắm vào cháu. Xong rồi là biết gia đình này có những ai, tại vì nhà cháu dễ nhận biết mà, nó toàn tóc xanh như thế này à. Thế cháu có yêu đương hay là cháu có làm tổn thương một bạn nam nào đấy trong thành phố không? Khiến không, bạn ấy điên chắc lên chắn, chắc chắn là không. Cháu baby cute thế này cơ mà. Có nhỉ. Thế cháu có nhớ biển số xe nó? Biển số xe là biển tạm chú ạ. Biển tạm á? Vâng. Biển có 3 chữ à? Vâng. Nhưng mà chú ơi, cháu nhận dạng được xe. Nhưng mà cả chuyện ngày hôm qua là cháu nhận dạng được cả người luôn. Tại vì người ta đưa cháu lên xe là người ta không có cái gì che chắn hết. À, không dùng mặt nạ gì hết. Dạ đúng rồi. Ok. Thế hai cái xe đấy là xe gì, cháu nhớ nhãn hiệu xe không? Nó là Lambalati chú ạ. Lambalati làm sao có biển tạm được nhỉ? Rồi là một con là da báo, full đề can da báo màu nâu. Rồi con này nãy chú thấy rồi. Rồi vâng, con đấy là chim mồi đấy ạ. Xong rồi một con màu xanh, ánh vàng. Và hôm nay theo như là cháu không có mặt ở đây thì có một con như thế nữa, đen ngắn đỏ formula. Đằng sau có cánh gió không? Cháu không biết chú ơi. Chú ba ơi, con Lambalati đấy có cánh gió không? Con đen ánh đỏ chú, con đen ánh đỏ thì có. Có thế à? Là cả ba con đều có chú ạ. Nếu mà không nhầm thì còn có một con màu xám giống xe của Sì Trâm lúc trước nhưng mà không có chữ. Tại vì có một tình huống lúc mà ở gara công cộng thì em có đi dò xét xung quanh thì em thấy có một con xe khả nghi vì nó cứ chạy quanh người em. Sau đó thế là thì... em dừng lại em xem người, thì sau khi em đứng đó em nhìn con xe đó, em nhờ để em nhận dạng người thì khoảng tầm vài giây thì con da báo tới để ép xe em. Thế thì chú ơi, cái câu chuyện ngày hôm nay là có 4 xe, tổng cộng là có 4 xe. Tất cả 4 con đều là Lambalati, 3 con có cảm gió và alo, một con màu xám xịt. Lúc đấy mang cháu đi mà cháu không biết gì nữa ấy. Alo, cô đi nghe. Là màu xám. Nhưng mà sao chú thắc mắc là tại sao Lambalati giờ này vẫn còn có biển tạm là sao nhỉ? Con không biết nữa. Rồi, ok, chú biết thông tin đấy rồi, có gì chú báo lại cho con nha. Dạ, ok ạ, con cảm ơn. Giọng khó nghe quá, nhưng mà mày có gan thì mày qua shop tao gặp tao này. Đúng rồi, tao là cô đi đây. Tôi có siêu phẩm nè cô đi ơi. Hả? Nói lại đi. Hả? Mày là thằng sẽ bán vé số à? Hay say. Alo Nai ơi, tớ nghe. Alo. Alo. Tớ không nghe Nai nói gì hết. Thế bây giờ chuyện này. Mày, anh trai này có cái quần với đôi giày Prada đẹp thế nhở? À, bây giờ khi mà mày báo tin cho tao biết vậy có nghĩa là tôi định mua. Trời đất ơi. Em nếu như một cái giá hợp lý là em cũng cân nhắc đấy anh trai ạ. Giá hợp. Đôi quần với đôi giày là em đang ưng đấy. Trời ơi. Lại mất mẹ xe rồi. Ơi lại đi rồi. Thôi xong. Thịt mẹ cuộc sống thề. Xong rồi. Yếu nào cứ lôi cái xe ra là lại mất nhở. Cúp rồi. Cú đéo chịu được. Chú mới đi đâu mà chi chú hỏi là chuyện này có liên quan tới thằng chồng. Đùa. Thần kỳ thực sự. Thằng nào vừa gọi đây? Lúc nãy là thằng chim sẻ nó gọi em sếp ơi.
Chú Sẻ thằng nào nhỉ? Thằng Sẻ bán vé số em trai của thằng Johnny trong đồ. Anh có thấy xe anh vẫn không bắt được anh Mai. Nó gọi để làm gì? Lúc đó em không. Hả? Nó nói kỹ càng lại. Alo em có bị cầm không? Không. Nói đi. Thì lúc đầu nó gọi cho em, nó để nói gì đó mà đang gọi thì biến mất. Cho nên là hồi nãy là câu chuyện đang đi đến cái đoạn là nó nói là có người đang săn mày, nó gọi để báo tin cho mày biết. Thì em mới hỏi là câu chuyện này hiện tại có liên quan gì tới Johnny anh này hay không. Nó sẽ mới nói là không có liên quan. Thì đang nói tới đó thì tất cả chúng ta đều mất tiêu. Có mình tôi không mất bạn ạ. Ơ, ảo rồi. Bảo sao nó giữ được xe cho mình ạ? Ừ. Tôi đứng trên xe mà. Vậy mày là thức khách. Nhưng mà có hiện tượng sắp cút rồi, anh em cất xe đi. Lại có hiện tượng sắp cút à? Tiền lên 20% rồi. Anh lên về cất xe đi, làm lý đấy. Địt mẹ mày Nam. Chào sếp. Mày đưa tao chai nước bị đau bụng rồi. Mày bị đuổi việc. Rồi, anh hỏi tôi gì? Sao vậy? Tao về đuổi việc mày. Đi chúng em nè. Đéo đi. Mày ở lại đi cô đi, tí tao quay lại, tao về cất xe cái đã. Tao sợ mất xe lắm. Ok sếp ơi. Đâm thẳng vào tường luôn ạ. Dứt khoát thực sự. Trời ơi đừng như thế. Nhà mình còn gì đâu. Cho tao ra khỏi xe. Kinh nghiệm rồi là mình nên ra chỗ nào đông người và có những người sẽ không bị đít đó, hợp lý nhất là như thế là mình sẽ không bị mất xe. Mình nên quay lại shop thời trang, đấy có một thằng bất tử. Trời ơi, xe tao mất hết. Trời ơi, không thể tin được. Cái thế lực này nó hùng mạnh với sếp ơi. Trời ơi, mất hoài vậy. Mẹ à, bực thực sự ạ. Thế lực hắc ám đã thâu tóm sếp rồi. Ngày hôm qua em làm event chân tru lắm. Đéo phải, tao vào nó bị thế đấy. Đúng rồi, thế lực hắc ám đeo bám sếp rồi. À vãi cứt ạ. Hôm qua em làm event tù tì 1 tiếng đồng hồ, chẳng bị gì cả. Thành phố lúc đấy tận 200 mấy người cơ mà. Em bảo Am ơi lúc này đi để em trông cho mà. Mẹ em chạy sang kia mà. Mẹ vừa đi lên lớp cũ luôn rồi này. Nhưng mà em chạy sang bên kia kìa, nhưng mà em chạy về thế. Mẹ điên thế nhở. Thế thôi, nghỉ đi. Thôi, mày em chơi đi. Ồ, cho này nhắn tin. Nhắn tin gì? Trời ơi, nó lỗi điện thoại không nhìn được tin nhắn. Cắn tươi. Mày chấm, mày bấm vào tin nhắn của nó, mày chấm một phát rồi là nó hiện ra ngay. À không sếp, bấm vào phần tin nhắn là nó trắng tươi không hiện bất kỳ gì luôn sếp. Để em gọi trực tiếp. Lấy xe ra là một lựa chọn đúng đắn. Dài, sếp ơi, dài. Chờ lấy xe bạn kết vội lên mà. Dài. Alo. 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 Không. Alo. Nói gì mày? Mẹ mày sống mày yếu lắm, tao đéo nghe được cái gì cả. Alo. 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 Alo.
Sắp tới thành phố này rất nghe, là nguy hiểm. Nghe anh trai ơi. Đâu mình tính chứ kì kì. Mày nghe chưa? Tao đéo nghe được, mẹ sóng mày yếu quá. Ok. Chiếc xe tôi giờ lên 500 rồi, mua không mua được thì thôi tôi trả lại cho anh 150 nhôm mà. Anh đang ở đâu chứ quả rồi. Đợi tao tí năm. Thì thôi mua. Alo. Mua tao vẫn thấy nó chập chờn lắm, tao chả nghe được cái mẹ gì cả. Xíu. Vẫn thế, mẹ nó còn tệ hơn. Ôi mày nhắn mẹ tin đi, nó đéo nghe được gì cả. Ngu rồi, sắp nhắn tin lộ mẹ số điện thoại này. Vậy nói chuyện sao đi cha ơi, gọi vậy thôi nha. Này, mày nghe điện thoại có bị chập chờn không? Không có đâu. Mũi tao bị à? Nghe rõ lắm, nó chữ em rõ ràng luôn. Mày đấy sao? Mày mày. Ok. Bỏ đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Ok. Tại vì cái lớp 10, lớp 7 như mày. À, đi mà. Đi mà, tao mà tìm được thằng này thì mày cho tao ra bệnh viện nhanh. Ủa vụ gì vậy sếp? Nhanh. Đi thanh toán thằng này cả. Sao thằng nào? Từ từ tao kiểm tra xem biết đâu một cách thần kỳ ở đấy xe tao về đây rồi nhỉ. Đừng có níu kéo, em kiểm tra rồi, xe em đi luôn rồi. Mẹ, cuộc sống à. Cho tao ra bệnh viện mua tao 3 viên thuốc đau bụng. Mẹ, nhanh lên. Lâu lâu, quay lại thầy nhảy châu đi sếp. Alo. Alo. Nhìn bữa nay tình cảm không? Để tao gọi số điện thoại đúng không? Tao đâu có... Tao cũng khổ lắm chứ. À ừ, mày khôn thật đấy. Ừ, nhưng mà làm sao? Tao đéo nghe được gì cả. À. Để tao nói, sắp tới thành phố này á, nó nguy hiểm lắm. Yeah, nó chụp kỹ vô, tao gặp đâu rồi thì... Ok. Rồi, ok nhá. Tao nghe được rồi nhá. Nam ơi. Sao Nam. Sếp? Đi, vào mua thuốc đau bụng đi, ông ra đây tao bảo. Thông tin quan trọng lắm. Nhanh Nam. Đi, mình đi mua thuốc đau bụng nè. Mày mua đi. Ủa? Mày đưa tao chai nước hết hạn á. À, vậy đó hả? Cái ngu dữ trời. Ai có cái này cho sếp này. Cái gì à? Đây, sếp cần lúc này lắm. Wow, mày thừa à? Đấy, chờ xem đây, em mới mua đây. Ok nhá. Thật tuyệt. Phải có tác dụng đúng lúc kìa. Mày em mà cái thằng Nam. Em thuộc của sếp kỳ ghê. Chơi mà cái đầu độc sếp này là chết. Ủa Nam? Hả? Mày không mua thuốc à? À quên. Lại nữa? Cay thế nhờ. Bệnh viện gì ngộ thiệt chứ. Ghi quá đơn trước rồi đưa thuốc sau là sao? Nhanh mẹ mày lên, sắp chết rồi này. Ai đưa nước cho ổng uống đã. Giờ mua thuốc đau bụng ngộ. Ủa là mày đưa chứ đéo gì. Sao ở lúc đó đông người sao ship với em. Lúc nào cũng là em hết. Thì tay mày đưa ra chứ mẹ. Tao tự với lấy à. Đi về công ty đi. Chịu. Công ty ra cất đồ cái. Xe chết buggy rồi. Ủa xe này xe hàng nào đây? Không biết. Không biết rồi mày lấy ra đi. Thì chơi đi, hậu quả tính sao sếp. Thì mà biết quy định của công ty chưa? Thôi mày đúng mà mày bị đuổi việc rồi đấy. À, em đi xe ai em cũng biết sửa. Không, sếp ơi. Đéo. Cái quan trọng cái vấn đề là sửa hay không, đúng không? Đi xe của người khác là bị đuổi việc rồi. Mày tìm việc khác đi. Không có xe. Không. Sếp bảo chắc chắn được.
Ôi trời ơi, vẫn là đôi mic đấy nhưng mà màu vàng ạ. À, đi có mẹ cuộc sống. Trời ơi. Trời ơi, quân què gì đây? Gì vậy? Mẹ, tao mở đôi bông tai vẫn y hệt như đôi micro của tao nhưng mà màu vàng. Mẹ, cuộc sống. Trời ơi. Con duyên, con duyên. Ủa, thằng nào đứng trong công ty mình vậy? Con mà được canh tao mới mua về đấy. Em kể sếp nghe, bữa nay em đi giao cặn. Ờ. Nó gọi em. Ờ. Nó kêu em ra chỗ bán cá. Ừ. Em tính giao cho nó 13 điếu. Cái xong xuôi ở đâu tự nhiên chục thằng công an túm em. Túm mày luôn. Túm luôn. Rồi sao? Mà xui cái em cắt cái đó vô ổ khóa rồi nó đâu làm gì được em đâu. Là sao? Là vậy đó. Là nó quê á, hiểu không sếp? Là mày cất vào đâu cơ? Ổ khóa. Ổ khóa là chỗ đéo nào? Ổ khóa số 6, xích xích. Chị xích. Ồ. Em nghe anh Quang báo ơi. Wow. Giờ còn cái nịch đúng, còn cái nịch luôn anh Quang. Wow. Đây đây. Hả? Ủa, là cất ở cái số 6 này là nó lục sẽ không thấy à? Thì đó, wow. thằng em manh mà. Đúng ma, giờ mới biết luôn á. Đừng nói hiệu trưởng nghe trời. Ok. Trời ơi, ra xét cái không thấy cái gì luôn. Cái em có lưu số không đó nè, bữa nay ship với em đi tắm đó không? Đi, mày gọi đi. Nghe anh Quang báo ơi. Là sao bây giờ tôi với ship lấy xe lên rước anh hả? À? Nhưng mà ổng đi chung với tôi. À anh kêu ổng rước anh phải không? Rồi biết rồi. Là sao? Anh Quang kêu anh rước ổng. Quang nào? Quang báo. Quang bạch á? Đúng rồi, báo. Đi mẹ, nó gọi tao đi rước nó. Đúng rồi. Đi mẹ, tao nên đuổi việc nó luôn không nhỉ? Không. Rồi, gọi là kia trước đi, chuyện này quan trọng hơn. Gọi kia trước đi. Khoan, rủ anh Quang cái. Rủ anh Quang mới được. Anh Quang ơi, yêu quýnh lộn không? Thì tôi đón ông đi quýnh lộn không? Có quýnh không? Có quýnh không? Không có chạy nha. Ok, để lên rước này. Mày gọi điện xem là nó có ở thành phố không đã rồi mày tính. Cái gì hết hồn với cha nội. Đủ má đeo mặt nạ. Alo. Ừ, đúng hợp cái mặt nạ. Alo. Đúng rồi. Bịt mẹ mày được máy lồn em ơi. Bịt mẹ mày, thì tao mà tìm được cái thằng này, bố mày đập vỡ mồm, bố mày chặt thành 8 khúc. Nè, sếp nó tên là Trung Nguyễn Quắc, à, nó ập rồi. Để em đặng lên cái khúc mà chưa cho sếp coi. Trung Nguyễn Quắc. Nó dí em nhiều ông sếp ở đâu tự nhiên 6 thằng mà sao anh không bắt nó luôn đi công an cha thì sao gặp nó đâu. À thằng này giá khùng nè, thằng này điện là giả bộ mua 13 điếu nó đó, cái ở đâu trùng hợp ha. Có ai gọi em nhanh đi. Alo sếp ạ. À, em nói trong mặt mũi sáng sủa dạ. Giờ chúng ta giờ ai cũng dùng 2 sim các bạn, sếp nên mua cái sim nữa đi. Để làm gì? Một sim đi làm việc sếp. Bởi vì sim nó đổi được cho nhau mà. Không mất gì đâu. Hả? Sếp. Sếp không mất máy rồi sao? Là sao? Đây em cho sếp cái sim này. Ủa thôi chết cụ rồi, mặt nạ 10% thì có dùng được nữa không nhỉ? Không sếp. Thôi mất mẹ mặt nạ đầu trâu mặt ngựa tao rồi. Mặt nạ mất luôn. Nó gọi ẩn danh mà nó hăm dọa em mà nó bị cà lâm đấy sếp.
Mà mẹ nó bị cà lâm không nghe gì hết, nghe sợ quá. Ơi sếp ơi. Ơi, còn nhớ những lần tụi mình va chạm thì lúc nào cũng tụi mình cũng bị chơi sau lưng luôn sếp. Đúng. Em không biết thằng Johnny với thằng Sẻ có bàn gì với nhau hay không, nhưng mà thằng Johnny vừa nhắn tin với em kêu em đi một mình ra bãi rác. Bãi rác ở chỗ nào? Cái gầm cầu. Nổi địa chỉ đi. Ok, để em xem địa chỉ. Nhưng mà bây giờ nó kêu em ra một mình, bây giờ em sẽ đưa hết quần áo của em cho thằng cháu của em đi ra đó trước và em với sếp đi xe sau. Ok, được. Ok sếp ơi, để em đưa quần áo hết cho thằng cháu em. Đợi tao tí. Này, có việc ở đấy, đeo mặt nạ vào đi. Cho em mượn cái đi. Địt mẹ ông chứ, vừa đưa mày hai cái đâu. Để chung cư rồi, giờ gấp thì đưa mượn cái đi. Cái kìa, cái mặt nạ phải đứng cao vậy. Đó quá. Trời ơi, đưa cái đầu trâu đi nghe, đừng có đưa cái bánh viên nghe. Mẹ đồng trâu mất rồi. Mất đi. Năm bụng mà nhìn hiền quá. Nhìn nó không đổi luôn đấy. Hay á. Ôi cái này kín mít luôn á, chữ hai con mắt rồi. Đeo cái đi. Đúng rồi, hồi bữa kêu ship đưa cái việc. Mặt nhanh. Nạ này cho em nè. Em đeo cái mặt nạ này em phải nói là má em lên mà nhúc, má em lên mà nhúc, phải không chứ? Đổi giọng đi nhá. Nó nhận ra đấy. Ok ok, em đổi giọng. Rồi giờ đi xe nào? Đi xe mày, gọi xe mày ra nhanh. Xe mắt xe mắt chung với xe ship thôi. Ok à. Để em lấy xe em cho. Đi xe này đi. Xe em độ rồi, xe em độ rồi. Nào, địt mẹ mà tao bảo mày quy định công ty như nào. Cất gạch. Nói chung là em đi xe nào của thằng nào em cũng sửa hết đó. Đây đây tôi lấy xe tôi cho. Em có uy tín mà, bởi vì đâu có thằng nào nói em đâu. Anh ơi cho em hỏi mấy anh có thu mua nhựa không nhỉ? À không anh trai ơi. Em thu mua đầu người rồi, anh trai có đầu người em xách sang đây. Có, có không, có không? Có. Không, 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 không. Không có đi thôi nha. Ê. Qua shop thằng cô đi trước cho tao. Ủa, thằng lái xe đều có mặt nạ à? Hết hồn má ơi. Em mở xếp lý thôi cái. Sao nói trước để biết chuẩn bị sếp ơi. Lock mẹ em xuống bây giờ. Em về chung cư em lấy mặt nạ thế mày. Lấy nhanh nha. Ui ai vậy? Tao. Mặt nạ đây được sếp ơi. Và không, bây giờ anh cứ chờ em khi nào em muốn một bát ảnh đến thì chỉ em báo. Mặt nạ đây được không sếp à? Cái gì? Mặt nạ đây được không? Dạ em cảm ơn. Cái gì cơ? Mặt nạ đây được không? Không được. Thằng nào còn cái mặt nạ không đưa cho chú với. Đi mà chắc là tao cũng phải về cất quần áo quá. Không cần nữa sếp ơi. Có cái mặt nạ đâu đưa cho em mượn cái. Sếp ơi, sếp còn nghe em nói không sếp? Có. Cái địa điểm nó chia sẻ cho em là cái gầm cầu bãi rác chỗ ngã tư 2015-2016 sếp ơi. Không, 2015-2016. À, tao biết chỗ đấy rồi. Ok, Shiko, mày có xe đấy đi chưa? Thằng Am cầm một xe của tao, đợi tao bảo nó về đó. À, nó cầm xe mày đi đi lockpick xe đúng không? Đúng rồi. Ok. Nghe Xuân ơi. Mày về shop tao đi. À về hả? Ok. Không, hiện tại đang không đủ xe thôi, cứ để tao đi thôi. Ừ. Ừ, tao có xếp tao rồi. Đây rồi, có xe của ông già đó. Quá, năm chú hè thế này. Ông già nó thấy tôi giống là cu điển ông già. Nè. Thấy em có lấy nó giống là cu điển. Lấy xe nào chị. Không có máy nào.
Không có biết đâu, chút nói chuyện nha. Vòng vẫy luôn tịch. Coi chừng gì, thằng... thằng Tích nó... Thằng Tích nó chạy xe nó, tao lấy xe mày hồi nào. Ư cha mày, mày để thua tao. Cái gì đó. Rồi có xe về chưa? Có xe về chưa? Chico. Mày còn điếu mày bán hết 5 điếu chưa? Rồi không. Có đi. Lâu. Có đi thôi có đi, rồi. Còn mặt nạ đâu không? À, không, tôi vừa vào shop tôi mượn cái mặt nạ rồi. Mặt nạ đây đâu được không? Ok. Chờ đi. Mặt nạ con chó. Ê vào xe đây. Đủ má, trông mày hài hước vậy. À, nhìn mày dư. Mày dư quá luôn. Kìa, có mỗi cái này làm sao nhỉ? Xin lên. Ê, thằng cô đi vào đây luôn đi. Dạ. Ủa, cuối cùng là đi đâu vậy? Đi bảo thằng kia đéo mặt nạ, bảo phải xuống xe đấy. Em về chung cư lấy rồi kìa. Rồi, đủ ghê. Đủ ghê. À. Cái ấy rồi, mẹ tiếp. Ơ, thanks. Tao xin cái chấm đi nè. Đấy, chấm rồi đấy, đéo nhìn thấy à? À, thấy rồi. Đi ra gần chỗ đấy thôi. Là đi đâu vậy sếp, nói biết chuẩn bị ra trời, gung dữ vậy trời. Đúng má, đi đánh nhau á. Từ từ đi từ từ, ta bảo. Đây, dưới này có một cái gầm cầu. Đó, nó đó. Giờ tới đi, mày, bà, đừng xuống gầm cầu. Đừng xuống gầm cầu. Cái gì bên kia đi. Cái gì quýnh lộn mà gặn đồn đông án gì mấy cha. Gầm cầu, dưới gầm cầu. Tại cái đó kiếm gầm cầu. Quýnh lộn với ai dưới gầm cầu với ông nội. Đi chỗ khác đi, cứ đi qua đi, ta bảo cứ đi. Đi! Chạy xe! Má mày ngu! Đi mẹ mày đưa chìa khóa xe đây! Đúng rồi! Đưa chìa khóa xe đây, đưa 5 mũng rồi, chạy đi! Nghe xuống rồi, nghe 5 chạy đi! Rồi đây! Em chạy luôn à? Ok, bạn này! Nào, đứng ra 5! Thôi đưa cho sếp đi! Ok! Ừ, con này con quái vật sếp ạ! Đưa cho ổng đi chứ, hồi tao chạy cũng bị chửi à! Tới chưa? Tới dưới gầm cầu chưa? Rồi ok, để tao gọi nha. Ok. Xong vào úp nó luôn chứ còn thịt bạn để nó sống làm cái đéo gì. Ok, vào đi. Thằng Zico bảo là có một thằng đang ngồi đó. Chút nó xuống có nói câu bá vào đây mà núp không sếp? Sếp ơi, chạy chậm chậm lại gần đi sếp. Mà sếp cho em biết là quýnh ai vậy? Cái gì vậy trời? Nó kìa, phải không? Đó đấy, như là thế đấy. Bảo luôn sếp. Khoan cái xe này là ai? Xe này là... À, xe này bên em. Quang báo điện nữa rồi. Anh Quang ơi, đang quýnh lộn rồi ngồi ơi, chút gọi lại. Đang quýnh lộn ở dưới gầm cầu. Tôi bé thôi. Sao? 216. Sao rồi? Cái gì? Nó không nói gì à? Nó không nói gì, mày chơi nó đi, tụi tao vào này. Nó không nói gì thì mày bắt nó nói. Bỏ cho nó 5 giây. Không nói gì thì bắt nó nói. Thằng nào? Anh bạn ơi. Bạn ơi. Bây giờ anh bạn có 10 giây để nói. Như anh bạn không nói thì mình bắt anh bạn nói. Né ra. Đếm đi 5 muộn ơi. Né ra.
nó nói mập rồi. Thằng này nó mập quá nó không biết đau đâu. Ủa nhưng mà từ từ đã, từ tao bảo em nghe sếp ơi, từ sao mày phải thằng gọi điện cho mày không? Bây giờ em gọi ngược lại cho thằng hẹn em ra đây thì nó không bắt máy sếp ơi. Từ từ đã, đây chắc chắn là nó rồi. Không, này nó đúng con nhân vật đấy nhỉ. Từ từ đừng đánh nó nhá, từ từ nhá. Hello. Nói gì hết trơn vậy? Đây đây, nghe rồi đây. Mới là chính giọng rồi. Ôi. Ôi, cô đi đâu? Anh là cô đi bên bên phải anh đây. Ôi. Rồi, có đâu? Ôi rồi. Sao đông thế? Thì nó đông thế đấy. Có thấy đông thế? Đúng rồi, không phải đông thế đấy. Rồi, thì tao không nói luôn thì tao cũng biết được cái bí mật mà mấy thằng kia nó săn mày đấy. Thế bây giờ lý do tại sao nó lại muốn săn thằng em tao? Tao không nói về tao được thông tin là cái thằng mà tụi mày cho nó để tỏ đấy. Mày hiểu không? Bà, tao biết ai rồi. Tao biết đâu mà tao lúc tao cũng gặp. Tao biết ai rồi. Tao cũng nói chuyện với nó rồi. Tao biết mà ai tao rồi. Tao nghe nói là nó chắc thằng em ruột nó lên đây để nó sang tụi mày. Mày hiểu không? Nên tao kêu một cuộc đời mà tụi mày sợ tao giết tụi mày à? Tao đi tay không mà tụi mày có thể lục người tao. Tụi mày không tin tưởng tao à? Hả? Tao mày không cần lục tụi mày... đâu nè. Thế thôi, tao tin mày. Bọn tao đi chỗ khác đây. Tụi mày không tin tưởng tao. Thôi mà đó thì hết rồi. Bị mẹ mày đéo đánh chết thằng này đấy. Hả? Mày mày đéo đánh chết thằng này đấy. Sao vậy? Chết là đến công chuyện á. Ở gì đấy? À thôi nhưng mà bỏ thằng cu đi ở lại kỳ lắm sếp. Bỏ đéo gì, từ từ đã, bỏ đéo đâu, đang đợi nó để nó nói chuyện riêng. Thí dụ em quýnh nó chết rồi sao sếp? Đi tù chứ sao? Ủa nó mặc đồ thường mà. Thì cũng đúng. Ờ đúng mình mặc đồ mặt nạ mà. Mình đeo mặt nạ mà cũng đúng, nhưng mà từ từ đã, để nó nói chuyện xong đã. Đến đoạn nào rồi? Ác vậy. Đến đoạn nào rồi? Hả? Nó nói chuyện đến đoạn nào rồi? Em không nhớ mà em thấy bà mập chạy vô em tưởng bà mập quýnh xếp em chạy ra em quýnh. Chịu đấy. Em chạy là. À, tại sao thằng anh nó gọi điện cho cô đi mà sao nó xuất hiện ở đây? Là thằng kia nó nói là lấy số điện thoại của thằng anh nó điện tới đó à? Mày hiểu chưa? Em không chưa hiểu đâu. Em hiểu sơ sơ, cũng là thằng anh nó gọi điện cho cô đi xong rồi nó lại bảo thằng em đến đúng không nhỉ? Thằng có gâu nó nói là nếu mà tao muốn giết mày là tao giết từ hồi nào rồi, hiểu chưa? Nó nói vậy đó. Mày hiểu không?
em hiểu, em chết luôn này. Sao? Không phi được kể nữa à? Mấy anh này nói chuyện lòng vòng quá, em làm biến dịch quá. Đợi cô đi luôn. Thế là chúng có vẻ là đéo đánh nhau đâu, chúng có nói chuyện thật đấy. Đó, thằng này như kiểu nó truyền tin thôi. Nó làm sao sao á mày ơi. Cứ đấy. Chúng đánh nhau nó gọi hội lâu rồi. Đúng rồi, đánh nhau thì nãy giờ anh em chết mẹ hết rồi. Đánh nhau nó bắt tao lên đồn trước rồi. Tại đó nó nhiều nhất. Mày nghĩ em có thằng nào đi đánh nhau ở gần đồn cảnh sát không? Em nói sếp nghe, giờ em muốn nó chết được. Không, không được, mày điên à? Chứ em nhớ mặt nó, em mứa nó lắm rồi đó. Ở trên giường này ạ. À, thế vào xe ngồi cho đỡ lạnh. À, lúc nãy như nào mày kể lại bọn tao nghe xem nào. Hả? Thằng cảnh ông mặt phệ, ông ấy bảo là ông ấy mặt phệ, ông lấy cái điện thoại của cái thằng cảnh sát. Con này tên là John Lee. Thì nó lấy cái điện thoại đó, nó nhắn tin cho thằng cô đề. Bảo là hẹn là ngoài này. Thế là cô đề tưởng là thằng John Lee. Hẹn nó ra nên gọi anh em ra cùng. Nhưng đến đây thì gặp thằng mặt phệ. Đấy. Đó là như thế đấy anh ạ. Mày hiểu gì không? Em hiểu. Sơ thôi mà. Em hiểu là thằng Johnny điện cho Cody. Đúng rồi, nhưng mà thằng này ra. Nhưng mà thằng này cũng là thằng Johnny. Nhưng mà nó lại là thế nào nhỉ? Nhưng mà nó rủ quánh nhau, sao nó nói chuyện tình cảm nè, em đang thắc mắc nãy giờ nè. Đúng rồi, đang trao đổi cái gì? Em thấy hai nó nói chuyện tình cảm lắm sếp. Là dạng nó nói nếu mà tao muốn quýnh mày chết là tao quýnh mày chết rồi, nó nói gì đó. Có nghĩa là có nghĩa là nó có thể nó giết được bọn mình mà nó không thích, đúng không? Nó vẫn thích, nó vẫn đang muốn nói chuyện đấy chứ. Nó tò mò mới giết thì đéo là được bọn mình. Là nó kỳ dễ tao làm hai. Đúng. Cản tao. À thôi. Qua xem thôi. Từ từ đã. Các bạn thấy tôi với các bạn có đầu giống nhau không? Mặt nạ đúng anh em luôn á. Đúng không? Có, tôi cần cũng là có con này. Con đỏ này, anh thấy không? Nó nhỏ. Nó hỏi em tính làm gì nó. Đứng sau lưng nó là kìa, nó ngồi cái tướng khi dễ nữa kìa sếp. Trời ơi, trời em nóng này quá trời. Cứ từ từ để chúng nó nói chuyện xong đã. Ship ra lệnh đi em đơm á liền. Từ từ đã. Cặc cái đít con mẹ mà cái thằng này. Mà sao nó ngồi được cái tướng nó hay gì ship? Không đéo thằng ngồi được. Trời lạnh này mà ngồi được cái tướng đó. Nè, tao thấy thằng mặt chó với thằng kia nói chuyện hơi mất thời gian rồi đó. Mày mua cái mặt nạ đâu ra hệ gì tích? Tao mở ra đủ. Còn mẹ nhìn mày giống như mấy quân bài. Thì mà mặt mày đeo khá hơn Nam ạ. Con mồm méo rồi. Mua thế anh biết. Mày là quân gì? Tao như quân đỏ, quân cơ. Dạ. Quân rô ấy. Dạ cơ, thằng kia dạ gô kìa. Thằng kia dạ gô. Cái mặt nạ ai đưa tao xấu thiệt chứ. Nhìn đi quýnh lộn nhìn ta hết sợ luôn. Tí giả lại tao, nghe chưa? Ok. Đúng á, thằng kia có quần lòi chỉ trong tầm cực Nam ạ. Sếp ạ,
từ lúc em mua cái này đi đâu thường bọn nó cũng bảo là đeo thì quần thì xó như mấy cái bao dùng rồi thế. Ừ. Cay đéo chịu được, đẹp thế này. Đẹp đéo mỗi mày thấy đẹp, nam mày thấy sao? Ồ, em thấy độc mà ta. Nhìn nó dơ dơ vì sao ship? Em thấy như như cứt. Ừ, như cứt ấy. Mày, mày là nhím à? Mày là nhím à, trong mày nhiều gai thế. Thành phố này đủ ma, hai thằng kia kết nghĩa anh em luôn rồi sao á? Hình như nói chuyện tình cảm luôn rồi đó. Đủ ma, bao giờ nó yêu nhau luôn không ta? Dạ gô, vô chổng nghe tin tức rồi dạ gô. Em kêu nó chơi nó nghe thiệt chứ. Ủa là cuối cùng là có quýnh không? Đéo, nó có một mình quýnh đéo gì? Đang đến chuyện cưới xin rồi anh ơi. Sao? Đủ má sâu vậy. Kể em nè. Kể em à. Sếp có biết thằng sẻ không sếp? Tao đéo biết thằng đấy. Thằng đấy là thằng nào? Thằng đó là thằng chim sẻ. Nó là thằng em của thằng trong này trong đồn đó sếp. À thằng ấy là game thủ đế chế nhà, đúng không? Ngày xưa trong nhà tôi đó thằng trong này là tối ngày ăn hiếp thằng sẻ này nè. Cho nên thằng sẻ bỏ nhà đi. Ừ. Xong rồi cái hồi năm 18 nó bị gọi nghĩa vụ quân sự do không học hành á. Ừ. Xong nó đi vào nghĩa vụ quân sự thì lúc đó thằng Johnny cũng là đang là có gọi là ma cũ ở trong đồn. Thằng đó lại kêu mấy những cái thằng khác ức hiếp thằng sẻ này tiếp. Thì má câu chuyện liên quan vậy. Thì đó có nghĩa là thằng sẻ này em với thằng sẻ này gặp nhau là do lúc mà tụi em mới lên thành phố thằng sẻ này đi bán vé số. Ừ. Lúc đó là tụi em không có xe nhưng mà em bỏ tiền ra em thuê một con xe đạp giá 200 đồng để em chở đi bán vé số, bán tờ vé số lời cũng 50 đô à. Xong rồi dạo gần đây khi mà em có xe rồi em đổ xe 1.000 đô mà nó vẫn bán vé số lời cũng 50 đô à. Tính ra là em đổ thấy mẹ luôn sếp. Rồi cuối cùng rồi, đó là má. Thằng sẻ hàng chép rồi. Cuối cùng thằng này là thằng sẻ rồi. Và lúc nãy thằng sẻ nó gọi ẩn danh cho em là vì nó biết lúc trước nó ở trong cái nhà tù trên kia. Thì nó biết là thằng Putin lúc trước bị em cho đi tù. Thằng đó nó có một thằng anh em ở dưới quê lại, đổ lại. Thằng dưới em đó khi nghe tin thằng anh nó trên đây bị đi tù là nó quyết định vào thành phố này để săn em. Và hiện tại thằng sẻ lúc hồi nãy thằng sẻ nó đi về đồn để nó định xin tiền thằng Johnny anh hai đó. Thì nó nghe được ở bên đồn nói với nhau là bên đó cũng có những người cảnh sát đang muốn chơi em. Cho nên là nãy mới có cái tình huống lúc mà sếp đi lại sếp thấy tụi em đã vây được xe của thằng bên kia rồi. Mà xe cảnh sát đã đẩy xe tụi em ra. Sếp nhớ không? Đấy, có nghĩa là bây giờ bên đồn cũng có người của thằng Isatis kia đó sếp. Đủ ma Nam, mày hiểu không Nam? Có nghĩa là ngoại trừ em, cả em lẫn tất cả những người liên quan tới em, nếu mà đi ra đường sớ gớ là sẽ bị tụi nó chơi hết đó sếp. Ui giời địt vạ. Kể cả những anh em taxi ngày xưa của mình đó sếp. Ui giời ơi địt vạ. Địt vạ là tao đeo cái mặt nạ nóng vãi lìn. Em ơi, vậy nãy giờ mình đi là cái mục đích gì với trời? Giả cái mặt nạ đây, con mang đi bán. Đủ ma mình. Cái gì là đâu được đánh nhau rồi. Nóng hết cả người luôn rồi đây này. Quá trời quả. Đưa chai nước nữa nè. Thôi, để uống nước đó. Người mẹ. Ôi, thôi mẹ, sau rồi bị đánh thì gọi nhá. Ok, sếp ơi. Về đây. Em mẹ. Thông nhũng. Sếp ơi, vụ kia cái gì? Sếp chờ em vài giây. Lại gì nữa? Tao tưởng bữa nay được ra vẻ. Cái tin này nó mật lắm, em phải nhắn tin cho sếp. Nhắn đi. Sao chú? Hả? Lẹ mẹ ơi, mặt nạ mắc 10 trăm rồi đó. Sếp thấy tin nhắn cho sếp. Ủa, cái đấy là cái gì đấy? Khiếp á. Cái đó là 50.000 sếp. Ủa, nhưng mà ở đâu ra? Thành nào? Em đãi sếp thôi, nãy giờ thấy sếp đổ mồ hôi nhiều. À, ôi trời mẹ, thế có việc gì lại gọi nhá. Ok mẹ nghề lương cao. Uầy, con này độ full rồi đấy à? Ừ, động cơ 3 của tăng áp rồi kìa. Sếp ạ. Sếp lên tốc tơ đăng. Biết anh em đông cỡ nào. Con này bán lại không em? À thôi, để em đi. Con này bán tao 180 được rồi mẹ ơi. Có người trả 300 chứ muốn bán gì ạ? Đúng bảo thủ. Mày đừng có... Kìa có thằng bán mua thật mà. Mày đừng có sợ lờ quá đi.
300 mày bán xe, mày mua xe tao đi, bán 300 thôi. Xe mày zin đét bắn 18 người chưa chắc. Ô mày bán xe hả Nam? Kèm theo 400 nhôm 300. Nam ơi. Em nghe sếp ơi. Mày bán xe à? Đúng rồi. Em bán, tính bán tao đi, tao đang cần một con Lamborghini này. Nó hình như nó mua được con cuối cùng rồi đấy, sếp ạ. Có rồi nhưng mà nó mua được cái con cuối cùng đấy. Nhưng mà xe em hỏi sếp là sếp mua được Porsche chưa? Thì đấy, tao phải bán con Lamborghini của tao đi thì tao mới mua được Porsche. Con Lamborghini ship trong thành phố nè, dám mua. Mày bán lại con của mày tao đi. Con của tao, tao để cho người yêu tao đi. 300. Điệp mà anh em đàn đeo bán đắt thế. Hai lốp thôi. Anh tao giữ gì? Hả? Ồ, anh đang bán con xe cấp 100, lộn cấp 70 đúng không? À, anh bán xong rồi. Đúng. Ồ, anh như vậy. Ừ. Anh ừ. Mua Lamborghini không? Thôi, biết anh em bụng bán giá nhiều rồi. Ủa làm gì khi dễ vậy, người ta chưa nói giá nữa. Anh bán giá nhiều nè. Bán nhiêu nó hỏi kìa. Ghét đéo bán nữa, đi xíu ơi. Đi luôn. Khi dễ tao. Thôi bảo tao hai lốp rồi tao mua mày luôn này. Rồi ba lốp đi. Ê. Mày à, ba lốp thì bằng cụ mình. Cụ con tôi rồi làm. Ừ. Ba lốp tặng 200 nhôm. Ừ. Tặng nhôm về anh cứt à? Hồi nãy em lỡ đấm thằng gì? Thằng em của thằng gì kìa? Thằng Sẻ. Ờ, chắc thằng Sẻ nó... Chắc nó mét thằng Sẻ rồi. Thằng đấy thằng Sẻ. Thằng anh thằng Johnny là thằng cảnh sát. Là thằng Chép hả? Đúng. Thằng trẻ mát thằng chép nói quýnh tao. Chè bữa nay thằng chép mới dí tao mày. Mày dí không được mặt nó cay mày. Chơi giờ chơi hình gài. Mấy mày bán cặn cẩn thận nha. À đấy, mày check xem thằng Trung Lìn thì kia nó có ấy không nào. Để đấm vào mồm nó nào. Trung Liền chưa vô nữa. Trung Nguyễn Quắc. Em để nó là hình nộm cảnh sát chìm. Đâu xuống xe tao cất xe đi. Nghe anh ơi. Mày à, vừa gọi anh à? Mày vừa gọi anh à? Em vừa gặp anh cây xăng trong đó, em tính hỏi như anh bán ok chưa đó mà. À rồi anh bán rồi nhá. Thế nhờ. Mày không mua nhanh nãy mẹ chúng nó vua mua mẹ, anh bán giá có 30.000. 30.000 anh mua 6, anh mua sẵn rồng cái 6. Bán 30.000 nhá. Ừ thì anh bán cho người quen mà. Rồi chết yếu gì trời. Ừ nhá, lúc nào có là anh lại alo cho nhá, xe để bên anh chiều đéo gì nhá. Mày kiểm tra cho anh xem con 82009 này nó vào chuồng như nào. Con này bị lỗi rồi đấy. Có rồi. Có rồi đúng không? À, có rồi, anh đưa chìa khóa này, nó bị lỗi này. Thật ra nó về trong cư, nó về trong kho rồi, chứ phải bỏ này. Bỏ đi, bỏ kéo đéo gì? Đi mất sau gara công ty mình này, khóa vào đấy thì đợi động đất thôi, mất thân. Đấy, mày đưa vào đi. À, không bây giờ mày gọi một con khác ở trong ra là như con này nó mất đấy. Đúng nguyên tắc, nó nguyên lý thuyết nó là như thế đấy. Mày gọi thử em mà. Sếp, thằng nào lấy xe em đã chạy hư xe sếp. Thằng nào? Không biết sếp ơi. Nam! Mẹ chắc tao bảo bao lần rồi là không cầm mẹ mà xe của anh em đi rồi. Sao mà nghe mày ra đây mà nói chuyện tao ơi. Nhưng mà ổng kêu tên tao là sao? Nhưng mà bình thường làm gì có ai lấy chạy đâu. Đời nào tao lấy xe mày. Có, bữa lấy rồi. Ghét quá trả 5 điếu mày. Trả tiền mày. Cất hết rồi.
Tao bảo mày nhá Nam, từ nay mẹ mày xe công ty thằng xe nào thằng người lấy, mẹ trừ khi được mượn, cho mượn rồi thì mới được lấy xe của người khác. Tao nói bao lần rồi. Ok. Ai thì sợ nhận nề mà gì đó. Okay. Tao vào đuổi cụ mày việc. Tính ra là em mượn thằng nào nó cũng cho luôn á sếp. Mày mượn đi bà, mày phải mượn lúc đấy. Em đâu có mượn đâu, mà em chạy xe là thằng có tâm, là em sửa xe, nên năm ra đâu có thằng nào mét đâu. À chắc mày là thằng ngày xưa lấy xe tao đi chạy hỏng đúng không? Thì chứ vẫn thấy bộ này đẹp. Bộ này đẹp vãi cứt. Trông hơi chơi. Quần của tao rồi.